Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh ni sư an tọa. Trước khi chúng ta đi vào học cái phần mà coi như là tập cái thiền Vipassana căn bản á, thì sư cô sẽ trả lời một số câu hỏi sau đây rồi chúng ta mới bắt đầu. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy ngài Xá Lợi Phất dạy chúng sanh niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng khi vua Tịnh Phạn hấp hối, Đức Phật không dạy vua niệm Phật A Di Đà. À, tại sao ngài Xá Lợi Phất không dạy mẹ của ngài và ông cấp cô độc niệm Phật A Di Đà khi các vị này hấp hối? Tại sao? Tại vì làm gì có Phật A Di Đà trong cái thời Đức Phật, và đây là mấy nhân vật mang tính chất biểu tượng, không phải là một nhân vật lịch sử. Nhân vật lịch sử nghĩa là sao? Nghĩa là có thật, có thật trong cái đời sống. Ví dụ như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đây là trong cái gia phả của dòng họ Tịnh Phạn, một cái vị tiểu vương quốc ở Ấn Độ, thì cái lịch sử Ấn Độ và cái lịch sử gia phả của cái dòng họ của vua Tịnh Phạn đó còn ghi rõ người này sinh ra vào ngày tháng năm nào, 7 ngày sau mẹ mất, rồi cô ấy có gia đình, có đứa con đầu lòng. Và cái ngày mà nhận được tin Hoàng Nam ra đời là một cái niềm vui của hoàng cung và cái niềm vui của khắp đất nước. Nhưng mà cái vị thái tử này khi nghe mình có được Hoàng Nam á, thì vị này chỉ thốt lên một cái từ là Rahula, có nghĩa là lại thêm một cái sợi dây ràng buộc nữa, và tức khắc đã rời khỏi hoàng cung và đi vào rừng tu khổ hạnh 6 năm. Rồi mới ra khỏi cái khu rừng khổ hạnh đó, rồi sau đó mới đến Bodhgaya và ở đó tu, và chỉ một thời gian rất ngắn sau là vị này đắc đạo quả, mà ở cái tầng cấp mà tuyệt đỉnh của nó, tức là đấng toàn giác. Và vị này lúc đắc đạo quả là 35 tuổi. Và cũng vào cái thời điểm đó thì đó ngài đã trải nghiệm. Và cái tạng vi diệu pháp này đó là vào cái tuần lễ thứ tư, thì cái bộ mà vị trí là cái bộ mà coi như là lớn nhất trong cái tạng vi diệu pháp đó, đã được hoàn tất ở trong cái não bộ của cái vị Phật này. Và nơi đó đó là đều có những cái tháp mà thờ, và trong cái lúc mà vị này đứng ở đây chiêm nghiệm cái gì á, thì đều có thành lập cái pháp. Thì cái tháp này đó là một cái tháp mà thể hiện rằng đó, lúc mà Phật đứng tại đó đó thì cái hào quang đó nó tỏa ra rộng lớn nhất, chưa bao giờ rộng lớn như vậy. Cho nên cái tạng vi diệu pháp mà chúng ta sẽ thấy đó trình bày ngắn gọn bằng những cái dấu ở trên cái tấm này đó, thì nó là cái linh hồn giáo pháp của Đức Phật.
tức là 45 năm giảng pháp như thế đó, thì những người nghe người ta có cái khả năng ghi nhận lại, thí dụ như ngài A Nan thì đã trùng tuyên lại những cái đó, tức là lặp lại y như vậy, và cái hội chúng ghi nhận là như vậy, và sau đó được ghi thành sách. Bây giờ đó, với thời gian nó trở thành là Tam Tạng Kinh Điển, tức là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp. Thì Tạng Kinh gồm có 5 bộ: Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh. Một cái tập thứ hai là cái tập luật, nó gọi là Tạng Luật, luật cho người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và nói chung là cư sĩ, luật cho cư sĩ, luật cho người xuất gia. Trong luật cho người xuất gia thì có luật cho chư tăng và luật cho chư ni. Luật cho chư ni đó, thì ngoài cái luật chư tăng là trọn vẹn bên chư ni, thì chư ni còn có thêm một cái số luật nữa. Và sau này bên Phật giáo Đại Thừa đó triển khai tỉ mỉ ra, nhưng mà vẫn là một cái tạng luật đó, là coi như là không có suy chuyển gì cả, là những cái lời Đức Phật dạy. Mà tạng luật là gì? Là Đức Phật nói về nhân và quả. Nếu chúng ta giết người, làm tổn thương thể chất và tinh thần của bất cứ ai, và người ta đã phải đau đớn, đã tổn thương và người ta chết trong cái khủng hoảng như thế nào đó, thì bản thân mình sẽ trải nghiệm như vậy. Đó là cái quả nó sẽ trổ ngược tới mình. Và mình sẽ trải nghiệm cho đến bao giờ đó mình tỉnh thức ra, mình hiểu rằng đó không nên làm tổn thương bất cứ ai, thì chừng đó chúng ta mới thoát khỏi cái quả nghiệp này. Cho nên tạng luật là cái tạng rõ ràng Đức Phật nói gieo xuống cái nhân gì thì sẽ phải gặp cái quả gì. Nó đặc biệt, nó không phải là điều răn của một giáo chủ, nó không phải là cái điều cấm của một giáo chủ, mà nó là cái luật nhân quả. Hễ bạn gieo trồng cái hạt giống gì thì bạn sẽ gặt hái cái quả của hạt giống đó. Mặc dầu là khi ta làm đó là ta giáng xuống trên đầu của người khác, của một cái tập thể khác. Chiến tranh xảy ra, bom đạn giáng trên đầu của cái đất nước đó, của xứ sở đó, để nó tan hoang hủy hoại, và con người chết cách nào thì cái kẻ ném bom xuống không hề biết. Tàn phá cách nào, chết cách nào không cần biết. Và người ta đau đớn đến tột cùng mà máu chảy không người cấp cứu để cho người ta phải chết ấy, thì cái kẻ tạo ra chiến tranh không hề biết. Nhưng đường luân hồi, những cái gì mà khốn khổ nhất cho nạn nhân của chiến tranh thì người đã phải trải nghiệm không biết bao nhiêu kiếp để hiểu chiến tranh là gì, và đau khổ là gì, tổn thương là gì, mất mát là gì, coi như sợ hãi đến tột cùng là gì, kẻ đó phải trải nghiệm. Luân hồi qua bao nhiêu khổ cảnh, kẻ đó phải trải nghiệm. Và cái luật này đó không có thiên vị bất cứ ai, vì đã trổ ngay trong tâm của mình. Và chính những cái mà nó làm cho mình đó là phải trở nên tổn thương đó là do mình đó quậy quọ trong tâm. Rất kỳ lạ. Và đời sống nó là một cái trường năng lượng giao thoa với nhau, và nó kết nối để mà đã đem đến những cảm xúc bình yên hay những cái cảm xúc mà rối loạn. Nó là một cái trường cảm xúc. Dần dần chúng ta học, chúng ta sẽ thấy rõ, nó rất là cụ thể, nó rất là rõ ràng, không hề có một chút mơ hồ nào cả. Thành ra mà Đức Phật mà khi ra đời như vậy, khi mà thành cái đạo quả như vậy đó, thì Ngài là cái người duy nhất có thể đó nói lên cái chân lý về tâm linh. Cái chân lý về tâm linh đó, nó sẽ nói thiện là cái gì mà ác là cái gì. Cái chân lý về tâm linh sẽ nói nhân là gì, quả là gì. Mình thấy quả có biết cái nhân không? Bây giờ một cái tai nạn xe cộ xảy ra thì chuyện đó ai cũng biết mà. Nhưng mà bây giờ một cái người trai trẻ này đây nè, khi bị cái tai nạn này rồi đó, là nằm liệt xuống 20-30 năm như thế này,
ai cũng xót xa, ai cũng thương mà không biết phải làm thế nào. Và người ta cứ nói như thế này: ôi chạy xe như thế nào, cái người tài xế xe tải này không biết chạy như thế nào mà gây ra một cái tai nạn như vậy. Người ta thắc mắc cái này, và cái này đúng không cái sai. Nhưng người ta thấy cái gần gũi nhất, cái rõ ràng nhất. Nhưng người ta không hiểu rằng trong cái sâu xa của luân hồi đó, cái người thanh niên này nè đã gây cái tai nạn cho ai đó, cho bao nhiêu người đó, để cho người ta phải nằm liệt như thế cho đến cuối cùng một cái cuộc đời. Người ta không thấy. Bây giờ người ta xách cái vàng đá, người ta đi bắn chim, người ta đi bắn rắn mối. Người ta chỉ thấy người ta bắn được một con chim, người ta vui mừng. Người ta bắn được một con rắn mối, người ta vui mừng. Và khi ta ăn thịt, ta thấy ngon miệng. Nhưng cái điều đó khi nó trở lại với bản thân của chính mình, mình đang đi vậy mà có người bắn trong đầu mình lăn hù ra. Khi mình đang bước tới như thế này mà người ta có một cái vật người ta tấn công mình để mình lăn cù ra mình chết, thì cái sợ hãi, cái khủng hoảng nó lên tới tột đỉnh trong cái nội tâm mình như thế nào, thì cái người tạo tác ra đó phải trải nghiệm những cái điều này. Cho nên cái chân lý tâm linh mà Đức Phật đưa đến chúng ta để chúng ta học nhân là gì, quả là gì. Thấy quả biết nhân, thấy nhân biết quả. Cho nên nhân là gì, quả là gì, nhân quả là gì, thì chúng ta đây mới thấu hiểu và mới hiểu rằng giới mà Đức Phật cho chúng ta đó không có bắt buộc, không có ngăn cấm. Nhưng mà Đức Phật muốn cho chúng ta hiểu rằng đó, tại sao ta cố ý tránh xa sự sát sanh. Khi mình thọ giới, người truyền giới nói thế này: con cố ý tránh xa sự sát sanh, con cố ý tránh xa sự trộm cắp, con cố ý tránh xa sự tà dâm. Cố ý tránh xa nghĩa là biết rõ ràng nếu con phạm, con sẽ nhận cái hậu quả như thế này. Nếu con không phạm, con sẽ nhận được kết quả như thế này. Cực kỳ rõ nét, không hề có mơ hồ. Và không hề có một cái gì để ngưỡng vọng lên trời cao cả. Nhưng chúng ta thấy rất rõ và nó hiện diện trong cái đời sống chúng ta. Và càng lúc càng rõ ràng, càng thâm sâu trong lòng ta. Cho nên Phật Pháp rất là cao sâu. Cao mà sâu nữa, nhưng nó lại nằm trong chính cái cuộc đời, trong cái suy nghĩ của mỗi một con người. Và khi chúng ta nhận thức ra như vậy, thì chúng ta thấy là giáo pháp là một cái nhu cầu. Nó là cái pháp nhũ, nó nuôi cái đời sống nội tâm chúng ta và nó gìn giữ cái sắc thân này của chúng ta. Cho nên là cái Phật giáo khi mà rời khỏi cái đất nước Ấn Độ để mà lan rộng khắp nơi đấy, thì trong đó có Trung Quốc. Và chúng ta hiểu một cái nền văn hóa của Trung Quốc là cái nền văn hóa cực kỳ phong phú, đa dạng, một cái nôi của cái nền triết học mà thâm sâu của châu Á, một cái nôi của y học thâm sâu của châu Á. Và nó là một cái gọi là một cái trường rộng lớn của những cái tác phẩm mà thuộc về truyện cổ tích, thơ ca, văn học, kịch, vân vân, tất cả. Bởi vì cái hư cấu đó cực kỳ lớn và cực kỳ hấp dẫn. Thí dụ như Trung Quốc có một cái sinh hoạt như thế này. Vì cái đất nước rộng lớn và cả đa số cái người dân là không có được có cái phước báo để đến trường học chữ. Và cứ sinh ra là cái môi trường gia đình, cái cộng đồng ở nơi cái làng xóm của mình sống như thế nào á, thì mình lớn lên mình sống hồn nhiên như thế. Thành ra có những người làm một cái nghề rất là vui và rất là đặc biệt đó. Cứ cái mùa mà người ta gặt lúa về rồi đó, thì ta bắt đầu sàn sảy để làm cái việc mà cho vào bồ đó. Thì cái thời gian đó là người ta đêm có thể có trăng thì ta chụm nhau lại ta làm việc. Thì cái người đó xuất hiện để mà kể chuyện. Người này đầu tiên có thể là đọc những cái trang sách hay,
rồi đó là đem ra kể lại nghe, hoặc là đi từ cái làng này tới cái làng khác, từ khu vực này tới khu vực kia, thì người ta thu nhập những cái câu chuyện mà nó ở tại nơi đó. Nơi đó có thể thuộc về sách vở, nơi đó là phần lớn là những cái đời sống thực. Thì họ đi tới đâu đó thì họ có những cái câu chuyện để họ kể, và họ sống như vậy đó. Thì khi ở đó mà làm cái nghề kể chuyện đó thì có cơm ăn, có chỗ ở, rồi ra đi thì người ta có cho tiền, cho quà, rồi người ta sống như thế. Thì cái nền văn hóa đó, cái truyền thông của nó không phải đi bằng máy móc, không phải đi bằng những cái phương tiện mà ngày nay chúng ta có, mà nó đi bằng người thật, việc thật. Thành ra khi người đi vậy đó, nó là chuyện thật mà hư cấu. Như chúng ta biết là tất cả những cái tiểu thuyết, những kịch bản đều là cái nguồn tài liệu của nó đó, nguồn tài nguyên của nó là trong đời thực. Và cái người mà người ta có khả năng trình bày đó, người ta hư cấu, người ta hình thành nên những cái nhân vật có trong đời và cũng không có trong đời. Nhưng mà đó là những cái biểu tượng để chúng ta nhìn vào, mà chúng ta cảm xúc, mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận định, và chúng ta rút ra một cái bài học cho mình. Thì đó, chúng ta sẽ không lạ gì khi mà bên Ấn Độ đó thì Đức Phật giảng và người ta ghi nhận lại. Thành ra cái Tam Tạng kinh điển này đó thì nó là cái gọi là cái sữa nguyên chất. Và nó khi đi qua bất cứ cái nước nào đó thì cái sữa nguyên chất này nó được pha ra. Ví dụ trồng táo thì ép táo vô sữa uống, tại người dân nó quen ăn táo mà. Ở đây nếu trồng dâu thì ép dâu vô. Trồng cái gì ngon nhất trên đất nước, trên xứ sở mình thì người ta hòa điệu vào. Thành ra khi Phật giáo đến Trung Quốc thì nó sẽ kết nối trong cái thâm sâu của cái nền văn hóa và triết lý cũng như là tín ngưỡng của cái người Trung Quốc để mà hình thành nên cái Phật giáo riêng của Trung Quốc. Cũng như Việt Nam mình cũng vậy. Khi mà cái Phật giáo đến đây nó cũng hòa quyện vào trong cái tín ngưỡng, vào trong cái văn hóa và trong cái tập tục. Ví dụ miền Nam mình có đạo Hòa Hảo chẳng hạn vậy. Thì đạo Hòa Hảo lấy cái căn bản là làm người rồi mới thành Phật. Mà làm người cái gốc phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Từ đó, từ cái nền căn bản làm người của mình, làm người thiện lương của mình, từ cái nền này thì chúng ta sẽ thành Phật, tu tập lên thành Phật. Và nó chính xác nằm trong cái nguồn của Phật kia. Thiện cái đã, sáng suốt trong cái thiện ra, và phát triển cái thiện là lên đỉnh điểm. Thì Phật nói mỗi người nó nằm đây, nằm trong cái sở hữu trí tuệ của một con người đây. Cái sáng của cái lương tâm và cái lương tri của mọi người đó, nó là cái ngọn đèn, nó dẫn dắt chúng ta đi, đi trên cái cuộc đời này. Biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu chông gai, và biết bao nhiêu cái đại lộ mà chúng ta đi con đường nào đấy. Chúng ta đi con đường nào mà chúng ta nói là tôi sống bằng lương tâm của con người của tôi. Tôi sống tôi không hổ thẹn với chính bản thân tôi. Tôi sống tôi không hổ thẹn với tổ tiên ông bà tôi. Tôi sống mà tôi ngẩng cao đầu lên á, để mà tôi nhìn cái cuộc đời này. Chúng ta chỉ có thể như vậy được đó khi chúng ta đi bằng cái lương tâm của con người, bằng cái trong sạch này, bằng cái trong sáng này, bằng cái mà tôi luôn luôn vươn lên trong cái sự sáng suốt của tôi. Đó là trí tuệ. Và nếu chúng ta đi có phương pháp thì trí tuệ này đó nó thành ra tuệ giác. Và cái phương pháp đó đều được chỉ rõ trong lời dạy của Đức Bổn Sư. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng là khi mà Đức Phật tế độ bất cứ ai, kể cả cha mình là vua Tịnh Phạn, cái người bạn đời của mình đó, và đứa con trai của mình và mẹ ruột của mình ở cung trời đó, thì Đức Phật hiểu là mỗi người có một cái riêng tư, mỗi người có một cái dính mắc riêng, có những cái ẩn khúc riêng, có những cái không có mở ra được riêng. Và cái giáo pháp của Đức Phật khi mà đến với mỗi một con người đó là nó giải được cái riêng tư này mà bản thân mình không giải được. Cho nên Đức Phật tế độ, Đức Phật đi khất thực hóa duyên để tế độ là bởi vì khi tiếp xúc
phước báo khi tiếp xúc đó, mà bất cứ ai mà được tiếp xúc và nằm trong cái từ trường của một cái vị mà gọi là bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì chỉ cần trong cái từ trường đó thôi, thì nơi mỗi một con người đó nó có cái tối và có cái sáng mà, nó có cái sai và có cái đúng mà, có cái hướng hạ và cái hướng thiện mà. Nhưng mà khi trong cái từ trường của Đức Phật đó thì những cái hướng hạ nó không có cơ hội để khởi lên, mà tất cả những gì hướng thượng nó sẽ được kết nối. Thí dụ chúng ta nói Đức Phật ở trong cái tầng cấp này đi, thì khi một cái người mà có cái phước báo mà đến gặp Đức Phật đó, thì ít nhất nó phải chạm tới cái phần thấp nhất đây, và khi được tiếp xúc đó, là cái tầng cấp này sẽ nâng cao, bởi vì nó đi trong từ trường của cảm xúc, nó đi trong cái mà tất cả chúng ta đây đều có, đều biết, đều kiểm nhận. Thí dụ bây giờ mình đến nhà cái người bạn chơi, nghĩ hôm nay mình cũng rảnh rỗi đi, mình đến mình chơi nửa giờ mà về chẳng hạn. Nếu mình vừa bước chân vô đó, có một cái gì là mình khựng lại. Ồ, té ra là hai ông bà này mới cãi nhau dữ dội đây. Nhưng mà khi nghe bấm chuông đó, thì cả hai vì phép lịch sự cho nên là nín lặng dịu xuống, ra mở cửa. Nhưng mà cái khí giận đó, nó gọi là cái nộ khí xung thiên đó, nó vẫn còn. Mặc dầu người ta đã cười với mình, mặc dầu người ta mời mình vô nhà, nhưng mà cái nộ khí đó nó vẫn còn tỏa ra. Cho nên mình cảm thấy giống như mình muốn khựng lại, mình chưa biết làm sao. Nhưng tự nhiên trong lòng mình nói rằng chắc chào thôi chứ không ở lại, thấy nó có cái gì gì đó. Cái nộ khí nó xung hơi, biết hết. Một đứa con nít cũng biết, huống chi mình mà không biết. Tinh tế là biết liền. Thì như vậy mỗi người nó tỏa ra tới từ trường. Và khi mình đến, hai cái từ trường để sẽ giao thoa. Thấy không? Thành ra cái cộng hưởng này nó có thể trì xuống, mà cộng hưởng này nó có thể tăng lên. Cho nên khi mà có cái phước gặp Đức Phật đó, thì người ta đã chạm ở chỗ này ta mới tới. Và khi cái từ trường nó mạnh mẽ thì nơi người này tăng lên, tăng lên, tăng lên. Yeah. Cái sự trong sáng, sự tốt đẹp của người này nó được nối với. Và khi Đức Phật nói cái gì, thì vì Đức Phật khi nhìn một cái người này đó, biết từ trong vô lượng kiếp và ngay cái hiện kiếp này người này còn dính mắc cái gì, bị trở ngại cái gì. Và nếu mở cái chỗ ra đây thì người này sẽ bước những bước gì sắp tới. Cho nên có những người Đức Phật nói xong ngồi xuống hành trì liền. Và khi Đức Phật khất thực xong trở về thì Đức Phật nói với Chư Tăng là phải trở về con đường cũ và hãy làm lễ trà tì cho con trai của ta. Tức là vị này khi gặp Đức Phật đó chưa thành Phật, nhưng mà hỏi cái câu hỏi Đức Phật chỉ dạy rất là ngắn gọn thôi, mấy lời thôi, thì Đức Phật đi khất thực xong rồi đó, người này chết trong cái tư thế tọa thiền đây, nhưng mà đã đắc đạo quả A-la-hán rồi. Cho nên Đức Phật mới nói là hãy làm lễ trà tì cho con trai của ta. Cái từ trường nó đang lên mà. Thí dụ như quý vị mà đi nghe trực tiếp gì nó khác chứ. Quý vị đi nghe cái trên cái màn hình này đó thì nó là đồ hộp mà, đồ hộp. Còn cái này là đồ tươi sống, cho nên nó có một cái từ trường nó nối kết với nhau, nó khác chứ, đúng không? Thành ra là cái khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì cái Phật giáo này nó đi khắp nơi, đi khắp nơi trên toàn thế giới này, và bao giờ nó cũng có một cái việc mà chúng người ta pha trộn vào trong cái tốt nhất của một cái xứ sở, ta pha trộn vào để trở thành Phật giáo của Tây Tạng, Phật giáo của Việt Nam, rồi Phật giáo của Lào, của Campuchia, v.v. Mỗi đất nước thì có một cái sự pha trộn riêng, và đồng thời có những cái không pha trộn, không pha trộn. Nhưng mà nếu như cái phương pháp mà nó đúng á, thì nó vẫn đưa đến một cái kết quả như nhau. Thì cái Phật giáo A Di Đà này là xuất hiện ở Trung Quốc, và không phải người thật việc thật, mà là một cái biểu tượng, một cái biểu tượng. Thí dụ như bây giờ mình nói thế này, khi mà một vị thành Phật đó, thì nơi cái tâm của vị này đó là nó đại từ, đại bi và đại trí tuệ.
Nhưng mà trong tâm chúng ta đó, có từ, có bi, có trí tuệ, có hết. Nhưng mà nó nhiều hay ít, và nó khởi lên đúng lúc, đúng cảnh hay không, và nó khởi lên thường xuyên hay không, chứ tất cả chúng ta đều có cả. Thành ra khi mà cái Phật giáo Trung Quốc mà người ta có một cái vị gọi là A-di-đà, 48 lời nguyện vân vân, thì đó là của một cái vị cao tăng. Người ta hình thành một cái hình ảnh đó, và người ta hình thành nên những cái lời nguyện đó, và người ta nói là Pháp Phương Tiện sẽ nói rằng đây là Phật A-di-đà với 48 lời nguyện. Thì thật ra đây là một cái đề mục thuộc về thiền định. Và khi chúng ta học á, chúng ta sẽ hiểu rằng cái thiền định nó nằm trong cái định sắc giới là bước đầu. Bước thứ hai đó là định vô sắc giới. Và hai cái này gọi chung là thiền định. Khi cái thiền định sắc giới này đó, thì Đức Phật có cho chúng ta có 40 đề mục thôi. Mà cái thực tế của cái thiền định này đó, từ những cái vị mà không hề biết đạo Phật, không tu theo đạo Phật, những vị tự tu, những vị là đạo sĩ hay là bất cứ một cái tôn giáo nào mà người ta sử dụng cái thiền định đó, thì nó không phải 40 đề mục mà nó có thể 4 triệu đề mục cũng không là vấn đề. Và hỏi rằng đó, như vậy những vị tu thiền định này có đắc định hay không? Xin trả lời có. Đề mục khác nhau nhưng mà phương pháp đúng vẫn đưa tới kết quả như nhau. Nếu như vậy chúng ta sẽ hỏi rằng vì sao Đức Phật cho có 40 đề mục mà trong khi đó tới hơn 4 triệu đề mục nữa mà vẫn thành công là sao? Là vì khi Đức Phật cho 40 đề mục này đó, là với 40 đề mục này mà người hành giả mà hành trì mà đắc thiền định rồi, đắc cả thiền định vô sắc giới rồi đó, thì nó sẽ nối kết vào trong thiền Vipassana, mà còn gọi là cái thiền tuệ, còn gọi là thiền minh sát, là thiền tứ niệm xứ. Thì khi mà nối kết cái đề mục thiền định vào đây đó, thì nó nhanh hơn, và cái khả năng cái người này đó là coi như đạt đến cái đỉnh cao của tuệ giác đó, dễ dàng hơn, chỉ có vậy thôi. Còn những cái đề mục khác đó vẫn đắc định như thường. Nhưng mà đắc định rồi đó mà có đi vào cái con đường tuệ giác này hay không? Tức là có đi vào cái con đường mà dùng cái sự sáng suốt của chính mình, do mình rèn luyện, do mình thành tựu được, và mình đẩy lùi tất cả những cái tâm tối trong cái đời sống nội tâm của mình. Tức là mình đẩy lùi tất cả những khổ đau, mình đẩy lùi tất cả những cái quế nhiễm này đó, thì cái khả năng của mình đó, tự mình sẽ soi sáng mình. Mình phải tu tập, mình phải rèn luyện, mình mới có được. Thì cái con đường đó duy nhất là con đường của Vipassana, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ, thiền tuệ, thiền quán, vân vân, rất là nhiều cái từ ngữ, nhưng đó có một mà thôi. Đó là lời xác định của Đức Bổn Sư Thích Ca trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì như vậy khi mà người ta pháp phương tiện đó để cho ra đời một cái Đức Phật A Di Đà, và khi mà chúng ta tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là tất cả cái tâm chúng ta đó là coi như là chú vào trong cái hồng danh của một vị Phật, là cái đề mục chúng ta gom lại cho đó. Và cái thứ hai đó thì chúng ta hiểu rõ cái vị này tu tập như thế nào, hạnh nguyện như thế nào mà thành được A Di Đà Phật, thì chúng ta sẽ hành trì như vậy để cái tâm chúng ta được an định mà thôi. Cho nên là Đức Phật là bậc trí tuệ, gọi là khắp cả chư thiên và loài người, 26 cõi chư thiên, một cõi người là 27, 4 cái cõi khổ là 31. Trong 31 cõi này đó, thì cái trí tuệ của Đức Bổn Sư á, là trí tuệ của một bậc thầy. Nó là ánh sáng của mặt trời. Còn trí tuệ chúng ta là cái ngọn đèn đủ sáng trong căn nhà của trời, trong chính cái đời sống của mình. Và ánh sáng của những cái vị đệ tử của Đức Phật á, nó là những cái ngọn đèn mà nó bung khắp nơi để soi sáng cho người ta từng cái bước đi trong chính cái đời sống của mình. Thành ra là cái khi mà cái Đức Phật mà
độ cho cái người thân của mình á, thì hoàn toàn không có dừng lại ở cái thiền định là niệm Phật thì niệm hồng danh Phật, không ngừng lại thiền định, mà độ cho tất cả người thân của mình đều bước vào dòng thánh và thành Phật hết á, thì phải độ bằng thiền tuệ. Bởi vì cái thiền định nó có cái khả năng á, đem lại cho mình cái sự bình yên, cái sự vững chãi. Khi mà tất cả những cái dục vọng, những cái quế nhiễm đầy cám dỗ nó tấn công mình đó, thì cái thiền định giúp cho người ta có thể vững vàng để mà tránh khỏi những cái đó. Nhưng nó không phải giúp được 100% đâu, 100% đâu. Ngay cả người ta tu đó, người ta có cái thần thông rồi nè, tắt cái thiền định coi như cái tầng cao nhất rồi, ngủ thiền đây, có thần thông rồi đây, mà dục vọng vẫn có khi không chế ngự được. Cho nên lúc về cái đền vua đó thì đi bằng thần thông, mà khi thấy cái nhan sắc của hoàng hậu rồi đó, mà nhất là lúc hoàng hậu vội vã ra để tiếp đón cái vị đạo sĩ này đó, thì cái tấm voan mỏng mà che trên cái bộ đồ mỏng của một cái người mà tuyệt đẹp đây đó, khi nó rơi xuống và cái vị đạo sĩ này thoáng thấy đó, thì cái dục vọng nó khởi lên là thần thông đã mất. Lúc đi thì đi bằng thần thông, mà lúc về đó thì đi bộ, thì thấy khó chưa? cho nên có một cái tuồng cải lương á, nó mới chế diễu cái pháp mà tu thiền định của mình á, là cái lúc tu thì được mà ra khỏi tu không được, thì nó mới tuồng cải lương đó, nó gõ mỏ nó mô di đà phật, bữa nay mà không phải đó ngày rằm á nha, là tao đào mộ cha mày lên á, tại sao mày không trả tiền lại cho tao, nam mô di đà phật. Cái gì thấy không, tức là mình niệm nam mô a di đà phật, nhưng mà chữ nam với chữ mô nó có khoảng cách, rồi chữ mô với chữ a nó có khoảng cách, rồi chữ a với chữ di nó có khoảng cách, rồi cái chữ di với chữ đà nó có cái khoảng cách, tức là nam mô a di đà phật, nhưng mỗi một cái chữ nó có một cái khoảng cách. Thì khi mà cái tâm mình niệm chữ a thì nó đúng rồi đấy, nhưng mà trước khi nó qua cái chữ di á thì nó có khoảng giữa đó, cho nên thuộc không có sai một chữ. Nam mô di đà phật, nhớ một chút nữa tu ngày tu an lạc rồi nhớ còn đi chợ may hết đồ ăn, đúng không? Cho nên á, niệm a di đà phật mà vẫn nhớ chuyện này chuyện nọ, nó vẫn xen vô a di đà phật. Hồi nãy cái dưới bếp á, sao nói cái con nhỏ đó nó nói cái gì đó mà nó ngó mình, nói chắc có chuyện rồi. Nam mô di đà phật. Vì thấy rõ chưa, đây là một cái pháp tu thiền định, nhưng mà chưa chắc tâm mình đã an định. Thành ra đây là cái đề mục tu thiền định, nó chỉ áp dụng được một số trường hợp thôi, nó không có áp dụng được hết đó. Cho nên là không thể nào một cái bậc trí tuệ như Đức Phật, một cái bậc trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất, lại có thể chỉ đơn giản á, nói với người thân mình a di đà phật là nhập vào dòng thánh, không hề có chuyện đó. Mà tất cả những gì gút mất trong tâm này phải giải tỏa ra, phải thật là trong sạch, phải thật là trong sáng mới soi rọi lại, thì mới thoát khỏi cái bùn nhơ trong cái tâm của mình. Cho nên chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất đó biết mình sắp chết và nghĩ rằng đó mình sẽ chết ở cái nơi mình ra đời, và mình về đây mình chết á, mình sẽ độ được trước nhất là mẹ mình, sau nữa là những người trong chính cái gia đình này. Tới từ ngày mà Ngài Xá Lợi Phất đi xuất gia đó, mà đầu tiên là không phải là đi theo Đức Phật, mà đi theo một cái vị thầy thuộc về thiền định. Thì khi ra đi như vậy đó, cái căn phòng mà lúc cái người mẹ sanh cái đứa con trai yêu quý của mình đây đó, đứa bé đã lớn lên để nuôi dưỡng như thế nào, thì cái căn phòng đó giữ nguyên không suy xiển gì vậy. Chỉ là chăm sóc cho nó sạch sẽ thôi, y như là cái đứa con mình còn đang ở trong cái phòng đó, và vẫn chờ đợi, cái người mẹ vẫn chờ đợi một ngày nào đó cái đứa con yêu quý nhất của mình trở về, thì cái căn phòng của nó, cái sự săn sóc của mẹ đối với con đó, là mỗi một ngày
đều chờ đợi con về ở cái căn phòng này. Và Ngài Xá Lợi Phất biết điều này, bởi vì Ngài có thần thông mà. Thì khi sắp chết, Ngài quyết định là phải trở về chính căn nhà của mình và chết trong cái căn nhà đó và phải độ mẹ mình. Và khi Ngài về đó là Ngài dẫn chư Tăng về, tăng đoàn của Ngài về. Thì gia đình của Ngài rất là giàu. Thì cái người mẹ đó không có tiếc bất cứ một đồng xu cắt bạc nào để mà lo cho cái tăng đoàn của Ngài Xá Lợi Phất. Không có tiếc, nhưng mà không vui. Tại vì nói đó, gia đình mình đó đâu có theo cái đạo này. Gia đình của mình là đạo Bà La Môn mà. Con đi tu là con đi tu thiền mà, tu thiền định mà, vẫn trong đạo Bà La Môn mà. Mà sau này dẫn cái bạn bè mình về đây đó, ăn mặc cung cách giống Bà La Môn, không thích là không thích chỗ đó, chứ không phải là gì phải có chỗ ăn chỗ ở cho tăng đoàn, không phải vậy. Bà không thích, nhưng mà vẫn tiếp đón rất là đàng hoàng, và vẫn đưa con mình vào chính cái căn phòng mà nó đã ra đời và nó lớn lên chỗ đó, và bây giờ xếp cái chỗ đó cho ở. Và cứ trằn trọc mãi, sao con mình đã lại đi ra khỏi cái tôn giáo, cái niềm tin mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp ấy, cái gia tộc này ấy, đã trưởng dưỡng nó cho tới ngày hôm nay, cứ trằn trọc mãi. Và Ngài Xá Lợi Phất khi đi về đó là bệnh trong người rất yếu, cho nên là nằm trong cái căn phòng đó. Thì khi đó đó, vào lúc nửa đêm ấy, thì chư thiên đã nhìn thấy cái vị Phật này ở trong căn nhà này, cho nên là cái ánh sáng nó sáng lên trên cái nóc của cái nhà này. Rồi sau đó là chư thiên xuống đảnh lễ. Thì cái khi cái người mẹ không ngủ được đó, mới thấy là ồ, tại sao cái nhà mình đó đêm nay nó lại sáng rực lên. Thì bà coi. Rồi sau đó thì cái cửa hé mở, bà nhìn vô, bà cực kỳ ngạc nhiên. Ồ, không phải là con người mà ai vậy, mà sao hào quang rực rỡ, người nào cũng đẹp vậy. Và con mình nó nằm trên cái giường này yếu đuối như vậy, mà tại sao tất cả những cái người đẹp đẽ hào quang sáng ngời này đều quỳ xuống đảnh lễ vậy? Con mình là ai vậy? Bà không biết rằng con bà đã thành Phật rồi. Bà không biết cái điều đó. Ồ, nếu mà con trai của mình á mà được những cái chư vị mà đẹp đẽ cao quý này quỳ xuống đảnh lễ thì chắc chắn là thầy của nó phải hơn cái này. Bà có cái thắc mắc đó. Và sáng hôm sau bà vào thăm cô, bà hỏi những người đó là ai mà đêm qua đến nhà mình hào quang rực rỡ như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói lại và nói chư thiên này là ai, vì sao họ xuống đảnh lễ. Thì bà mới có niềm tin, và bà mới hỏi con trai của bà đó, vậy chứ cái người là Đức Phật đó đã dạy con những gì, và con đã làm cái gì mà con được chư thiên đảnh lễ. Thì cái người con trai này đó giải thích bằng giáo pháp, và cái phước báo của bà đó khi bà nghe xong bà ngộ được, bà đắc vào dòng thánh. Thì thấy được chứ đâu phải niệm A Di Đà Phật. Mà xin nói cho quý vị này, quý vị niệm A Di Đà Phật thì dễ rồi, ai cũng thấy quá dễ, không có gì hết. Dễ mà không dễ đâu, dễ mà không dễ đâu. Sư cô nói một cái chuyện thật thế này. Một cái cô này, cổ là ở trong chùa đó, cổ rất là năng động và cổ gánh vác rất là nhiều, mà cổ thông minh nhanh nhẹn, cho nên là khi mà chùa lập ra cái đạo tràng đó thì cổ là một trong những cái người mà lãnh cái trách nhiệm đó, là phải phát triển và duy trì cái đạo tràng đó. Mà cái đạo tràng đó đạo tràng niệm Phật, cho nên là ai đau bệnh thì thỉnh tới niệm Phật, ai chết cũng thỉnh tới niệm Phật. Và cô là cái người dẫn đầu cái đạo tràng niệm Phật đó đi. Khi má cô bệnh nặng đó, thì cô suy nghĩ rằng mình sẽ thỉnh cái đạo tràng này về để niệm Phật cho má, bởi vì má yếu rồi. Nhưng mà má cô thì biết chút chút, còn người em trai thì không có biết nhiều. Nhưng mà cô về cô nói với má, má ơi, con sẽ thỉnh cái đạo tràng lại niệm Phật để cho má bình an nghe.
Thì bà già gật đầu. Rồi đó cô nói với em trai mình á, bây giờ má đã yếu rồi, à, bây giờ chị có thể thỉnh một cái đạo tràng về đây niệm Phật cho má bình an không em? Thì cái người con trai này vốn là không dính dáng gì tới tôn giáo nào ở trên trời đó, cho nên vậy này nói à, thì thôi chị muốn làm gì đó chị làm. Thì cô này mới đem về, thì cô ấy đó là coi như là đưa cái đạo tràng đó vào niệm Phật. Niệm Phật xong là đi về ngay. Thì ngày thứ nhất đi đến niệm Phật bình an không có gì hết. Ngày thứ hai sau khi niệm Phật xong rồi thì cái đạo tràng đi về hết, thì cái đứa em trai nó nói chị ở lại cho em nói chuyện chút. Thì cổ hỏi sao em, có chuyện gì? Thì cái cậu này cái mặt quạo lên và nói rằng em nói cho chị biết trước nha, bữa nay là cái bữa cuối cùng đó chị dẫn cái đạo tràng tới đây, chứ còn ngoài ra đó là em không muốn cái đạo tràng của chị tới đây bất cứ lúc nào cả. Thì cái người chị rất là ngạc nhiên. Người chị đó nói em ơi, khi người ta xuống xe một cái đó, là ta vô ta niệm Phật liền. Và ta niệm Phật xong rồi là ta ra xe ta về ngay. Nước người ta vẫn đem theo uống và người ta cũng không nói gì tới má hết. Ta đâu có quấy rối má đâu mà cũng đâu quấy rối em đâu. Mà tại sao có cái gì mà em lại không vui vậy? Nó nói tôi không biết, tôi chỉ biết rằng là chị đã kết thúc cái chuyện này, tôi không chấp nhận cho chị đưa cái đạo tràng chị đến đây đâu. Thì cái cô này đó là cực kỳ ngạc nhiên, không có hiểu được. Mới điện cho sư cô, mới hỏi tại sao sư cô. Thì sư cô mới hỏi cổ vậy, cái khi mà cô mời cái đạo tràng niệm Phật đó, cô nói làm sao? Cô nói làm sao với cái đạo tràng đó? Thì cổ nói con nói rất là thật, con nói là bây giờ má con yếu rồi, con thỉnh đạo tràng tới niệm để cầu cho má con được bình an. Và con có nói trước á, là má con thì có biết chút chút và má cũng đồng ý, má cũng vui. Như vậy cái người em trai này nó không biết gì hết á, mà nó cũng đồng ý cho tới. Thành ra khi mình tới đó, mình vô mình niệm Phật xong đi ra liền, đừng có nói năng gì hết á, thì có thể là sẽ giúp được cho má nhiều hơn. Thì con nói đúng sự thật vậy thôi. Từ nãy nó nằm chỗ đó, nó nằm chỗ cái nói của cô đó. Khi cô nói vậy thì có nghĩa là cái đạo tràng ta nói à, đây là cái chỗ mà thứ nhất bà cụ đã yếu rồi, cái thứ hai có biết chút chút về đạo Phật, có chấp nhận. Nhưng mà cái người em trai không biết gì hết. Như vậy mình tới đây đó, mình phải hết lòng hết sức, mình niệm Phật làm sao đó mà cụ bà nghe được đó, mà cụ bà an vui lên. Và cái người con trai này khi mình nghe mình niệm Phật như vậy đó, thì cái tâm cậu cũng sẽ lắng lại, và cậu cũng sẽ coi như là có chút suy nghĩ rằng là cái tu tập cái niệm Phật này đó cũng sẽ mang lại cái điều tốt đẹp. Cho nên hết sức hết lòng để niệm Phật. Và chính vì cái chỗ đó, cái hết sức hết lòng đó, nó trở thành một cái áp lực đối với cái người bệnh, nó trở thành áp lực với cái cậu thanh niên này, và cậu chịu không nổi. Vì cái pháp môn niệm Phật đó, nó là cái pháp môn mà nó thuộc về thiền định, cho nên nó đưa tới sự bình an. Còn trong khi mình niệm Phật, mình nói rằng sẽ đem cái tiếng niệm Phật này đây để làm cho bình an cái người bệnh, để làm cho cái người mà coi như không hiểu biết gì đạo Phật đây đó cũng mềm cái lòng xuống. Như vậy mình niệm Phật muốn cái này, muốn cái này, tâm mình không có bình an. Trong khi cái sự thật của niệm Phật đó, là khi chúng ta niệm Phật đó, làm thế nào mà từng tiếng một đó, nó nằm trong cái hơi thở của mình, và nó nằm trong cái hết sức bình an và thư thái của mình đây, thì nó sẽ tỏa ra một cái từ trường mà lành mạnh, nó tỏa ra một cái năng lượng lành. Và khi chúng ta nhiếp tâm lại, chúng ta niệm Phật và tâm chúng ta hết sức bình an ở đây, một từ trường nó tỏa ra, thì cái người bệnh này đó, nó đang ở cái tần số thấp, nó suy kém đây, nó sẽ được nâng lên, nó được nâng lên, được lên. Còn cái người không hiểu biết gì đây, nhưng mà nó mở ra một cái đường nối, và cái đường nối này á, nó rất là thanh tịnh, nó làm cho người này đó cũng phải tịnh tâm để lắng nghe. Còn trong khi chúng ta đến với tất cả một cái nhiệt tâm, một cái nhiệt tình, chúng ta muốn tâm tham khởi lên mà chúng ta không hiểu được,
Tại vì chúng ta rất là chân thật và chúng ta muốn làm cái điều đó, giống như chúng ta đem một cái phước lành đến, đem một cái món quà quý báu và chân thật nhất của lòng mình để tặng người ta. Do mình muốn, người nghe phải chịu áp lực. Chính vì cái lẽ đó mà cái người em trai của cô đó không biết gì hết nhưng từ chối vì áp lực. Cho nên niệm Phật rất dễ mà niệm Phật không dễ khi chúng ta không hiểu rằng niệm Phật là cho cái tâm chúng ta được bình an. Đây là pháp môn thiền định. Còn chúng ta la thật lớn, chúng ta đem hết nhiệt tâm, nhiệt quyết, nhiệt tình để đi tặng, đi biếu người khác, không có đúng cái pháp môn niệm Phật đâu. Câu tiếp theo rồi. Một người nhìn toàn cái tốt, còn một người nhìn toàn cái xấu. Rồi ai cũng nói là tu tâm. Vậy thì tu tâm như thế nào? Cái nhìn này nó có hai cái nhìn. Một cái nhìn ra bên ngoài, một cái nhìn ra bên trong. Cái nhìn ra bên ngoài đó thì thấy ai cũng tốt, cũng dễ thương. Có người nhìn ra bên ngoài chỉ thấy cái xấu của người ta thôi. Đó là cái cách nhìn. Và cái cách nhìn đó, cái cách nhìn này nó đưa cho cái người mà nhìn ra ngoài đó thấy toàn điều tốt là người cả tin. Và khi thấy tất cả mọi người đều thấy cái xấu của người ta đó, nó đưa đến một cái con người có một cái nhìn hoài nghi về tất cả. Bây giờ một cái nhìn thứ hai là nhìn về trong nội tâm của mình và thấy cái tốt, thấy cả cái xấu. Hoặc là chỉ thấy điều tốt, không thấy điều xấu. Nếu thấy toàn cái điều tốt nơi mình, người đó sẽ kiêu hãnh, sẽ ngã mạn, sẽ tự cao tự đại. Nếu cái người này nhìn về mình mà thấy mình thua kém người ta, thấy những cái tâm tối của mình đó, thì sẽ mặc cảm tự ti. Và nó hầu như nó là có cái bị stress và nó bị trầm cảm. Đó là cái nhìn không đúng đắn khi chúng ta không hiểu cái cách nhìn về tâm. Còn nhìn toàn cái xấu có hay không? Có. Nhìn toàn cái tốt có hay không? Có. Nhưng phiến diện, phiến diện. Cho nên là cái hồi xưa cô còn nhỏ đó, học trong cái sách giáo khoa thư lớp 3, nó có cái câu chuyện là năm người mù sờ voi. Một cái ông này voi đóng chơi cắt khớ, ông mới thấy mấy cái người mù đi xin ăn đó. Ông mới nói, có biết con voi không? Ông nói, chưa biết. Tôi là nài voi đây, tôi sẽ cho ông biết con voi là gì nha. Thì ông dẫn một cái ông thứ nhất tới đó, rờ bốn cái chân voi. Ông thấy rõ ràng cái con voi chưa? Đó, nói vậy đó. Ông nói, tôi biết rồi. Như vậy cái con voi đó là nó giống như cái cột nhà. Cái chân nó rất là to và nó lớn. Là không biết cái chân, chỉ biết là con voi nó giống như cái cột nhà. Ông mới dẫn một người tới, ông cho rờ cái đuôi thôi. Rờ cái đuôi thôi, vuốt cái đuôi ra thôi. Ông nói, cái này nó giống như cái cây quạt ha. Mà sao nó có lông nó chìa ra ha. Nó giống cây quạt. Rồi ông cho anh coi năm bộ phận đó. Rồi tới chừng ông để mấy ông này ra thì mấy người đó hỏi, hồi nãy cái ông ấy cho coi cái con voi gì. Thì năm người á, đều thấy đúng sự thật vậy. Cho nên năm ông mà cãi nhau, cãi không ngừng được. Là tại vì ai cũng sự thật. Chính tôi đã sờ vô nè, rõ ràng nè. Mấy lần ông cũng cho đó. Tôi thấy á, là con voi nó là vậy. Thì cái cãi nhau hoài. Nhưng mà cái nào là sự thật? Năm cái. Và nó phối hợp nhau. Nó ra một cái hình thể con voi. Cho nên á, khi mình thấy toàn xấu, có hay không? Có. Nhưng phiến diện. Thấy toàn cái tốt có không? Có, nhưng phiến gì? Đây. Trong cái bản mà tóm tắt về cái vi diệu pháp đây đó, thì cho chúng ta thấy nè. Đây là tất cả những cái mà chúng ta nhìn toàn cái tốt nằm đây. Thứ nhất là 25 cái sở hữu tịnh hảo, đây là cái tốt nè. Nó phối hợp với tất cả những cái tâm tốt đẹp mà nó đi từ cái tâm quả thiện vô nhân ở cõi dục giới này,
nó đi đến sắc giới, đi đến vô sắc giới, đi đến siêu thế, thì đó là toàn cái tốt Phật. Rồi bây giờ chúng ta nhìn toàn cái xấu đây, toàn cái xấu đây là 14 cái sở hữu bất thiện này nè, nó phối hợp với 12 tâm bất thiện này, toàn cái xấu thật. Và chúng ta sẽ hỏi thế này, cái này nó ở đâu? Xin nó ở trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta có cái tốt và chúng ta có cái xấu. Chúng ta có những khi rất là sáng suốt, nhưng mà có khi đó là chúng ta đã là âu sầu, chúng ta buồn bã, chúng ta thất vọng, chúng ta cố chấp, chúng ta ngã mạn chẳng hạn. Thì đó là tất cả những cái xấu đã hiện ra. Cho nên chúng ta nhìn bất cứ ai thấy điều xấu đều có cái xấu. Chúng ta nhìn bất cứ ai cái điều tốt đều có cái tốt. Không có dối trá chút nào. Nhưng cái nhìn của chúng ta đó là nó là phiến diện hay toàn diện thì chúng ta xem lại. Và khi chúng ta nhìn về mình, chúng ta nhìn về mình, và cái lúc nào nó hiện ra là cái tốt, cái lúc nào là hiện ra là cái xấu, và chúng ta chuyển hóa nó được hay không, và chúng ta bỏ đi tất cả cái thùng rác ở trong tâm của mình, chúng ta bỏ được hay không, đó là vấn đề. Vậy thì nếu như mình không chuyển hóa được cái xấu của mình, mình không vất được cái thùng rác của mình vào cái chỗ đổ rác đó, thì thiên hạ cũng thế thôi. Tại sao mà chúng ta lại chê trách người khác, chúng ta lại tung hô người khác, hoặc chúng ta tự cao tự đại, hoặc là chúng ta tự ti? Tất cả đều diễn ra hằng ngày trong đời sống như thế mà. Và cái trách nhiệm của chúng ta đã đối với chính mình là ở chỗ đó, chúng ta có hiểu một điều giản dị như thế này không? Chúng ta khỏe mạnh đây mà có khi để nhức đầu sổ mũi, có khi bị trúng gió nó ớn ớn trong người, nó làm biếng. Cái răng rễ ăn đây để cười cho đẹp đây, mà khi nó đau rồi cái mặt mày nó nhăn nhéo đi. Và chúng ta phải chữa bệnh cho cái thân này nó khỏe ra mà. Vậy chúng ta có biết rằng chúng ta có tâm, tâm ta cũng bệnh không? Hay là cái lúc mình tức giận lên đó, mình nói nó tức chết được rồi đó. Tôi mà gặp nó đó, tôi đập cho nó chừng nào nó chết mới hả cơn giận của tôi ra. Mình có thấy tâm mình bệnh nặng hơn không? Hay là hoặc mình nói đó, nói thiệt á, cái chuyện này đó nha, tôi sống mà để bụng, tôi chết thì mang theo. Mình có biết mình bệnh nặng không? Không. Thấy đúng. Tức quá mà. Mà nói vậy là đúng rồi, nói vậy là thật. Tôi nói thật trong cái lòng tôi vậy. Thật trong cái lòng tôi. Nhưng thật sự chúng ta không đánh giá được đó là bệnh trong tâm của chúng ta. Và Đức Phật gọi đây là quế dị. Gọi đây là cái tâm tối, đây là cái mù lòa, đây là cái hệ lụy để đưa chúng ta đến con đường thoái đọa. Và chúng ta phải xử lý nó ra sao để mà chúng ta đã sống, mà chúng ta được hạnh phúc ngay với người thân yêu của chúng ta một cách rất là chân thật. Và chúng ta làm được cái điều đó chứ. Chứ nếu không, người ta sống gần với nhau để làm gì? Là để người ta chia sẻ mà, người ta đồng cảm với nhau mà, để người ta nâng đỡ nhau mà. Người ta nói là người ta chia ngọt sẻ bùi với nhau mà, nó mới là cái đời sống. Nhưng chúng ta thấy đúng không? Để chúng ta xử lý đúng không? Thì đó là cái tâm của chúng ta, chúng ta phải nhận cho ra. Cho nên mình hai cái cách nhìn, nhìn người khác để phán đoán tốt xấu, nhìn về mình để thấy rõ bệnh của tâm mình là gì, bệnh của thân mình là gì. Thì bây giờ mình bệnh mà có chữa trị không? Và khi người ta bệnh á, mình có giúp người ta chữa trị không? Hay là mình làm quan tòa? Quan tòa công nghiệp người ta làm mà. Tại sao mình phải làm quan tòa? Để mình kết án là đáng đời, kết án là phải giết nó, phải trục xuất nó, phải đối xử như thế này là mới xứng đáng. Tại sao mình phải làm điều đó? Khi mình nói những cái điều đó đó thì trong tâm mình nó bệnh hoạn, và cái ác của mình nó thể hiện. Cho nên cái
cái tội mà giết người đó. Thí dụ như bây giờ mình nói một chuyện này, bây giờ phá thai là tội ác giết người, mà giết người đó không có kháng cự được, thì chúng ta nghĩ trong luật pháp quốc gia, khi một kẻ giết người mà giết một cái người không có khả năng phản kháng, thì cái tội này á, nó tăng chứ nó không có giảm. Vậy cái hài nhi trong bụng mẹ này nó không có khả năng phản kháng, nó không kêu lên được một tiếng, nó không có xoay trở được, mà mẹ nó, mà cha nó, mà cái ông thầy gọi là ông thầy thuốc nè, ông đi ngược lại với cái nghề làm thầy thuốc của ông á, là ông thành đau phủ thủ để ông hợp tác với hai cái người này, ông giết người. Chính xác đó là như vậy. Ông không còn là một người thầy thuốc, ông chính là đau phủ thủ. Mà đau phủ thủ này đó ác nghiệt với một cái giọt máu mà nó sẽ thành một cái con người đây, thì nó cực ác rồi. Vậy tại sao mình ở bên ngoài mình nói rằng ồ phá thai rồi được rồi không sao, mắc cỡ quá, xấu hổ quá phải phá thai. Lời nói đó đó nó cũng phạm giới giết người. Cho nên đó, khi chúng ta biểu hiện ra một cái xấu ác của chúng ta đó thì chúng ta phạm giới mà, đâu phải kẻ giết người mới lãnh cái hậu quả này. Mà cái lời nói của mình đó tán đồng cái chuyện phá thai đâu á, thì nó là một cái án lệnh, và mình đáp ứng đó, mình không có cho cái đứa nhỏ này một cơ hội để sống sót. Chúng ta có thể nói rằng ráng nuôi nó đi, sanh ra nó không được, cho diện mồ côi cũng được, mấy người giàu người ta cần con người ta cũng nuôi được, tại sao không ráng sanh ra đi? Cái đó là mở cho bé một con đường sống. Mấy ai đã nói được câu này? Hay là người ta ngó lơ, hoặc là người ta nói chuyện vậy phải giải quyết vậy chứ sao? Thì cái câu nói đó là nó thêm cái dầu vào trong cái đống lửa, thì nó phạm cái ác nghiệp thôi. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận trong cái điều này, còn không cẩn thận thì chúng ta phải dướng vô. Như vậy người này hỏi đó, rồi ai cũng nói là tu tâm, vậy thì tu tâm như thế nào ạ? Câu thứ nhất mà nãy thầy có nói đó, là đây có một cái lớp giáo lý. Thì khi mà cái bộ mà gọi là Abhidhamma, tức là cái bộ vi diệu pháp này đó, nó là cái bộ nói về tâm mà thôi. Và nó nói cái tâm khỏe mạnh và cái tâm bệnh hoạn. Nó nói cái tâm trong sạch và cái tâm quế nhiễm. Và trong sạch làm thế nào đưa lên cái đỉnh điểm của nó, và cái quế nhiễm này đó làm thế nào mà chuyển hóa của nó và tống khứ nó ra. Bộ vi diệu pháp nói cái này. Nhưng mà đây có thể nói tóm tắt. Cái thứ nhất nói về năm giới, chúng ta thọ năm giới đừng phạm, là chúng ta tu tâm đấy. Và năm giới chúng ta đừng phạm mà chúng ta còn hành giới. Chúng ta không làm tổn thương ai hết, chúng ta không giết ai cả, chúng ta không có làm khổ đau ai hết á, nhưng mà chúng ta lại đem lại một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái người đói chúng ta chia một chén cháo, cái người không nhà ở chúng ta góp một tấm tôn, chẳng hạn vậy. Cái người thân trong gia đình chúng ta đau bệnh, chúng ta ân cần chăm sóc, và chúng ta chu toàn cho cái người đó ở mức độ nào được thì chúng ta cố gắng mà chu toàn, thì đó là hành giới. Và cái đó là chúng ta đưa cái tâm của chúng ta đi trên con đường sáng để giữ giới và hành giới. Và quý vị tu A Di Đà Phật đây là làm cho cái tâm mình định, để cho tất cả những gì tốt đẹp mình có được đó mình giữ vững được và mạnh mẽ hơn là. Và nó là cái nền để cái đóa hoa trí tuệ của chúng ta được thắp sáng. Và cái đóa hoa trí tuệ này nó đi ba cấp độ với nhau. Cấp độ thứ nhất là nó gọi là cái trí văn, tức là chúng ta phải học chánh pháp, chúng ta hiểu đúng chánh pháp, đó là cái trí văn. Cái trí tư là khi hiểu đúng chánh pháp rồi chúng ta ứng dụng liền vào, và chúng ta ứng dụng được mà chúng ta thành tựu được thì chúng ta có cái trí tư, tức là chúng ta trải nghiệm bằng cái thực tế trong chính cái đời sống của mình.
Và khi chúng ta có cái trí tư thì chúng ta sẽ có một cái niềm tin mạnh mẽ hơn để chúng ta học cái cách mà chúng ta rèn luyện tu tập thế nào mà cái tâm chúng ta mỗi ngày mỗi sáng hơn, để cho chúng ta không phải bị vấp ngã. Thì cái đó là cái con đường mà chúng ta tu tâm dưỡng tánh đấy. Tất cả đều có phương pháp nhé, không phải tu mù, không phải tu mò, và cũng không phải tu trong mê tín, không hề có gì. Người con Phật thật sự là một cái người chánh tín, không phải mê tín. Có một cái gia đình đó mời Tâm Tâm đến giảng một cái thời pháp 15 phút trong khi cái gia đình có đám tang. Và khi tới vậy, nó là một cái đường vô, nó là cái hẻm rất nhỏ, cái hẻm nó chừng khoảng 2 thước thôi, chỉ có xe ba gác thì lui tới dễ dàng thôi, bởi vì ở trong nhà đó người ta còn để mấy cái chậu bông ra nữa, thành ra cái đường nó rất nhỏ. Thì lúc mà giảng pháp vậy cũng không có đông, khoảng mười mấy 20 người thôi. Đó. Thì đó là mới ngồi từ ở trong nhà mới lấn ra ngoài cái phía sân hẻm đó mới ngồi đó. Thì khi mà sư cô giảng có 15 phút thôi đó, thì có một cái ông ở bên kia cái con đường mà 2 mét, nhà nó sát mặt đường nhau. Ông bận quần sờ lõn, ông đứng, ông chống lạnh, ông nghe vậy. À, sau khi mà sư cô giảng xong rồi có 15 phút thôi, ông nói sư cô, cho hỏi một câu được không sư cô? Thì sư cô nói, được, hỏi đi. Nói thiệt sư cô nha, sống ở đời nó khổ gần chết vậy mà sư cô còn bày đặt nói cái chuyện tu, nó còn khổ nữa, nó mệt nữa. Tại sao nói chuyện gì cũng nói chuyện tu? Thì ông nói vậy mà ông tức lắm. Biết sao ông tức thì mình không hiểu. Nhưng mà ông nói vậy, ông trận chống lạnh hỏi. Sư cô hỏi chú làm nghề gì chú? Ông nói con chạy xe ba gác kiếm sống rồi đó. Khổ gần chết mà con nghe sư cô nói tu con mệt muốn chết luôn vậy. Sư cô nói chú làm mà tài xế xe ba gác phải không? Rồi đó, vậy thì chú thấy cái hẻm này vô nó nhỏ đúng không? Bây giờ mà chú chạy cái xe ba gác mà chú đụng vô cái nhà người ta mà nó gãy cái cửa người ta xuống đó, chú có bắt đền không? Ông nói bắt đền quýnh chết sao? Để hỏi vậy khi mà chú đụng lần thứ nhất, chú đụng lần thứ hai nữa không? Ông nói bộ khùng sao đụng lần thứ hai cô? Đâu có đụng vô. Rồi nói, ủa vậy rồi thí dụ như con chó nó chạy qua cái người ta đi tới rồi chú nhào đại liền đó, chú làm như vậy thì sao? Ông nói ai mà lái xe kỳ cục vậy? Có mấy thằng khùng nó mới vậy chứ. Mình đi kỹ lưỡng đàng hoàng mới được. Tôi nói, vậy thì đúng rồi. Vậy thì sư cô sẽ nói với chú, tại sao khổ gần chết mà cũng tu? Thấy không? Khổ là tại sao khổ? Trật nó mới khổ chứ. Làm sai nó mới khổ chứ. Làm trúng thì không có khổ. Thấy không? Làm sai nó mới khổ. Cho nên người ta trật người ta mới khổ. Người ta trật thì người ta phải sửa. Cũng như chú mà đụng vô cái nhà người ta, chú đụng vô cột đèn, chú đụng vô con chó, đụng vô con người là chú trật lất rồi. Mà nếu chú không sửa lại thì là chú phải bị bồi thường, chú phải bị phạt, chú bị người ta đánh và người ta lấy xe của chú. Đúng vậy không? Ông nói đúng. Thì khi mà chú, cái tâm của chú không tu đó, thì chú sẽ làm lệch qua một bên, thì chú sẽ khổ, chú sẽ đau. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những gì chúng ta không hài lòng đây, chúng ta bất mãn đây, chúng ta thất vọng đây, chúng ta bị bức xúc đây, và chúng ta đó là có chán nản đây, đều là bắt đầu từ cái trật của chính mình. Nhưng mà chúng ta đó, bao giờ cái ngã của mình nó cũng lên trời hết á. Cho nên nó mới nói rằng, tại cái người này, tại cái gia đình này, tại cái xã hội này, tại cái hoàn cảnh này, tại cái điều kiện này, tại cái yếu tố này, tôi không có gì hết. Bao che mình. Và có người còn nói nè, nói thiệt đó, cái chuyện cãi lộn trong nhà này đó, tôi sửa cái một à. Tôi biết hết, tôi sửa cái một mà. Nhưng chừng nào sư cô nói mà cái người này á, mà nó đừng có nói bậy, đừng có làm bậy nữa đó, thì tôi mới không cãi người đâu. Ủa, cái chuyện nó bậy, mình biết nó bậy, tại sao mình bậy theo nó? Ồ, có phải mình khùng hơn không? Suy nghĩ đi. Cũng như mình thấy á, ở đây nó là cái đống lửa rồi, nhất định nó là lửa rồi, cái người này nhất định là nó không hiểu đúng, nó nói bậy rồi, tại sao tham gia vô vậy? Ủa? Nó nói tới đâu câu thông tới đó, nó nói cái đâu câu thông tới đó.
Nó nói câu gì dính vô câu đó không có quên được, cho nên là tức ở trong mình cãi lại nó. Nó bắn mũi tên nào dính mũi tên đó. Sao mình hiểu hơn nó, mình ở cái tầng cấp này ra, mà khi nó bắn mình cái mình rụng xuống đó, mình thấp hơn nó là bởi vì sao? Nó là mình nói nó sai rồi, mà tại sao mình đi cãi với cái người mà nó sai vậy? Ô, trên đời này người ta sợ nhất hai hạng người. Một hạng người sai mà thành sai xỉn, và một người điên. Nhưng một người điên không làm chủ được cái ý thức và hành động của mình, cho nên người ta có khuynh hướng làm bậy. Mà một cái thằng sai đó, nó cũng là điên ở trong tâm của nó rồi, cho nên nó làm cái gì chúng ta không lường được. Vậy chúng ta tỉnh mà chúng ta đi cãi với người điên, chúng ta cãi với người sai, và chúng ta thấy cái câu nói của người điên, câu nói người sai là quá đúng, cho nên mình phải cãi với nó. Vậy mình sai hơn và mình điên hơn nữa, mình có thấy không? Không thấy chứ. Và mình khổ, và mình tức, và mình hận, và mình tìm mọi cách để làm tổn thương người ta. Mình sai hơn cái người điên, mình điên hơn người điên, rồi mình sai hơn người điên. Thành ra mình tu tập, mình chính là tài xế đó, lái cái cuộc đời của mình đi. Mình lái cái xe, cái cuộc đời của mình đi. Trên cái đường dài trong một kiếp người này này, mình đã đụng chạm với ai mà mình đau khổ và người ta đau khổ vậy? Mình có sửa không? Không. Mình đúng, người ta sai. Và mình tiếp tục đụng chạm nữa, mình tiếp tục tổn thương nữa. Mình là cái người tài xế thiếu cái bộ não, mình có thấy không? Mình sai, mình không sửa, mình có đổ thừa cho người ta không à? Tại cái cánh cửa này nó ve ra nè, cho nên tôi mới đụng vô chứ. Nếu cánh cửa này không ve ra, sao tôi đụng vô? Ủa, mình thấy cánh cửa ve ra không? Thấy. Đụng cứ đụng thì ráng chịu chứ. Thấy không? Mình thấy người này không hợp với mình biết mà. Tại sao mình cứ nối kết hoài vậy? Để mình gây lộn nhau. Cho nên tiếng Việt mình hay lắm. Người ta nói cãi lộn chứ đâu ai nói cãi trúng đâu. Nó lộn thôi. Lộn quá lộn lại, cãi hoài không ngừng lại. Người ta sai, mình sai, mình sai, người ta sai. Cứ thế mà sai tiếp theo. Mà cứ ngày nào cũng cãi, cãi ghiền luôn là sao? Như vậy là cái tâm mình bệnh rồi. Vậy mình tu rồi phải sửa. Tu chỉ có sửa thôi. Và thấy mà, thấy biết. Thành ra cái tốt, cái xấu mình biết. Vậy thì tu tâm, ngó ra ngoài hay ngó vào trong, chọn đi. Và khi cái xấu, cái tốt, cái bệnh và cái khỏe, chọn cái nào? Dám chọn không? Chưa chắc đã dám chọn. Thấy không? Có một cô đó, cổ hỏi sư cơ vậy. Con đang biết sao con thích uống nước ngọt lắm, mà con không cưỡng lại được. Biết rồi uống nhiều nó bệnh đó, mà không cưỡng lại được. Thấy thế không? Biết sai vẫn không ngừng cái sai của mình được. Tại sao? Vì dục vọng của mình lớn quá, cái khao khát hưởng thụ của mình lớn quá, cho nên á, mình không dừng nó lại được. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên tập khí rất là khó bỏ. Và nên nhớ rằng nha, tất cả con người của chúng ta đó, ai cũng muốn hưởng những cái hỷ lạc cả. Thì cái bệnh hoạn trong tâm của mình, cái ma quỷ trong tâm của mình, nó phải có cái lạc thú của ma quỷ chứ. Lạc thú của ma quỷ là nó hả hê. Lạc thú của con người là được thỏa mãn những gì mình mong muốn. Thì ma quỷ nó cũng thỏa mãn cái nó mong muốn. Mình con người cũng thỏa mãn cái mong muốn của mình. Vì vậy chúng ta xem trong người của chúng ta này, có một vị thánh và có con thú, có cái đúng đắn và có sai lầm. Chúng ta làm được cái điều lành, chúng ta vui chứ. Chúng ta hoan hỷ trong cái điều lành của mình có chứ. Nhưng mà khi mình tức ai đó, mình nói một câu đó, mà nó gọi là muối sát kim châm rồi đó, thì nó mới hả cái cơn giận của mình ra, rồi mình mới hả hê. Đây là cái hạnh phúc của ma quỷ ở trong tâm của mình. Cho nên cái niềm vui của nó là sự hả hê. Cái niềm vui của người cõi dục đó, nó là sự thỏa mãn, sự hài lòng.
cái niềm vui của một cái con người trong sáng là bao giờ cũng vậy, nó rất là nhẹ nhàng mà nó rất là êm ái và ấm cúng trong tâm của mình. Khi mình nghe pháp, mình hoan hỷ trong tâm, mình làm điều tốt, mình hoan hỷ ở trong tâm, thì cái đó, cái niềm vui đó, nó ở lại với mình lâu dài và nó làm cho sức khỏe của mình tăng lên, nó làm cho đời sống nội tâm của mình đó, càng ngày nó càng sáng sủa và tươi mát. Làm sao chúng ta lại không biết tu tâm? Tất cả chúng ta đều biết, nhưng chúng ta có đủ cái nghị lực để chúng ta rời bỏ những cái tập khí sai lầm của mình hay không? Chúng ta có đủ cái nghị lực để chúng ta học giáo pháp của Đức Phật và chúng ta hành giáo pháp của Đức Phật không? Tất cả nằm trong nghị lực, nằm trong quyết tâm và nằm trong cái chúng ta định hướng cuộc đời của chúng ta, là chúng ta đây đó sẽ chúi xuống trong cái dục lạc của chúng ta đó, muôn đời muôn kiếp, hay đây chỉ là những cái thực phẩm mà do cái phước báo chúng ta có nhà đẹp, phước báo chúng ta có áo đẹp, phước báo chúng ta có xe đẹp, phước báo chúng ta đi đâu có người thương mến, phước báo đưa chúng ta thành công. Nhưng chúng ta phải dẫn dắt con đường của chúng ta đó, con người chúng ta phải đi vào trong cái ánh sáng trí tuệ để chúng ta giữ được những điều đúng đắn của chúng ta, và đồng thời chúng ta phát huy nó đi. Và cái ánh sáng này nó sẽ soi rọi vào và nó làm cho tất cả những cái hôi hám, những cái hèn hạ, những cái tâm tối trong cái sai lầm của mình đó, nó phải tắt tịt lại và nó phải ra đi, không thể ở lại với mình. Thì đó là con đường chúng ta tu tâm mà. Nói vắn tắt thế thôi. Câu hỏi tiếp theo là đi chùa tìm niềm vui hay vào chùa cho hết khổ? Và tại sao ta lại khổ? Thì tại sao ta lại khổ? Rã đời rồi nhé. Như vậy đi chùa tìm niềm vui hay cho hết khổ, hai cái là một. Bởi vì vui thì nó hết khổ, sáng thì nó hết tối, chỉ có vậy thôi, phải không? Rồi chúng ta nghe câu hỏi tiếp theo. Khi mình hồi hướng cho ông bà, người thân, thì sự hồi hướng này có được chiêu cảm không? Xin trả lời được. Xin trả lời được. Vì vậy thế này nè, hồi nãy sư cô có nói là mỗi người đều có một cái từ trường và mỗi người đều có một cái hào quang riêng. Hào quang đây là ánh sáng đủ cả loại cái màu sắc. Nơi một cái lá cây này, khi chúng ta chụp hình đó, thì chúng ta cũng thấy nó túa ra cái hào quang. Như vậy mỗi người là một cái trường năng lượng, và cái trường năng lượng này nó tỏ ra một cái từ trường. Cái từ trường đó là khí, như không khí tụi bay, và nó tỏa ra ánh sáng có. Và cái năng lượng lành hay năng lượng xấu có luôn. Như vậy cái nối kết này là đương nhiên nó phải có một cái sự nối kết. Thành ra khi nào chúng ta hiểu này, người này là cốt nhục của chúng ta, để cha mẹ chúng ta, người sanh ra cha mẹ chúng ta, người sanh ra ông bà chúng ta, rồi người người nữa, thì tất cả nó nối bằng cốt nhục. Và đây là một cái guồng máy lớn, nó là một cái gọi là một cái quần thể kiến trúc. Nhưng mà những cái máy cái này nó sẽ nối với mấy con, nó cứ nối với mấy con, nó nối dài như thế, không biết bao nhiêu thế hệ. Chúng ta cứ đi ngược lên, ba má mình đây, cha mẹ của cha mình, cha mẹ của má mình, rồi cứ đi ngược lên thì nó nối một cái đường mà chúng ta gọi là tổ tiên ông bà của chúng ta. Và cái đường nối này đó, dẫu cho có bao nhiêu kiếp đi nữa, nó vẫn còn đấy. Tại vì trên thế gian này tất cả đều không có gì mất đi, mà tất cả chỉ là chuyển hóa mà thôi. Nếu ông bà cha mẹ chúng ta mà đó thành tựu trong cái giữ giới và hành giới đó, thì sẽ sanh lên cõi trời và vẫn nối kết với chúng ta. Và nếu cha mẹ ông bà chúng ta mà bệnh hoạn trong tâm nhiều quá, thì bốn đường khổ nó phải rơi xuống. Súc sanh, quỷ khổ gồm có ma và quỷ các loại, Atula là các cái vị thần lớn nhỏ, tốt xấu,
và cái thế giới của địa ngục thì nó chiêu cảm được, chứ sao không chiêu cảm? Cái chiêu cảm nhanh, cái chiêu cảm chậm. Ví dụ người dương với nhau nè, chúng ta đến với nhau chúng ta chiêu cảm nhanh. Còn cái người mà đó ở trong cái cảnh giới khác, ví dụ chư thiên thì chiêu cảm nhanh, ma quỷ nó cũng chiêu cảm nhanh, chư thần nó cũng chiêu cảm nhanh, nhưng mà địa ngục nó chiêu cảm chậm. Và trong cái thế giới của súc sinh đối với loài người, nó cũng có chiêu cảm, mà cái chiêu cảm nó chậm hơn, trừ khi nó sống với nhau, sống chung trong cái căn nhà chẳng hạn, gần gũi trong cái công việc làm, ví dụ như người ta dùng trâu để đi cày chẳng hạn vậy, thì tất cả những cái đó nó đều chiêu cảm và nó đều nối kết, chứ sao lại không có. Thành ra khi mà chúng ta hồi hướng đó, thì cái khi chúng ta hồi hướng thì cái năng lượng lành của chúng ta tỏa ra, và chúng ta đọc cái tên của người thân đã quá cố hoặc người thân hiện tiền của ta, thì nó có một cái đường nối, nó có một cái đường nối, và người ta tiếp nhận được. Nhưng mà tiếp nhận nhanh hay chậm, ít hay là nhiều đó, thì tất cả đều do cái phước báo. Và phước báo đây có nghĩa là khi nó ở cùng một cái tần số hoặc là trong cùng một cái từ trường của nó, thì cái sự tiếp nhận nó nhanh. Còn khi nó thấp hơn đó, thì cái sự tiếp nhận của nó phải chậm trở lại. Tại ra hồi hướng là có. Do đó mà Đức Phật là cũng đã nghe chư thiên đó quỳ xuống khẩn cầu rằng, khi Đức Phật giảng pháp thì khắp cái thế gian này 31 cõi đó đều hưởng được cái năng lượng lành, gọi là cái phước báo mà cao dời dợi của Đức Phật đã tỏa xuống. Cũng như trời nóng bức như thế này, một cái cơn gió mát đi qua và nó tiếp tục những cái cơn gió mát đó, đó là cái ân sủng mà tất cả chúng ta đây đều hưởng được hết. Thì đấy, chư thiên mới nói rằng là những người con Phật, tại vì lúc đó là Đức Phật sau khi mà những cái người đi theo Đức Phật để tu tập đó, là tăng đoàn của Đức Phật đó, là đầu tiên là thành tựu được 60 vị A-la-hán, thì Đức Phật đã cho đi khắp các nơi để mà truyền cái giáo pháp mà cứu khổ của Đức Phật đây đó. Thì là người ta đều xin rằng đó là nếu như đệ tử của Đức Phật mà đi đến đâu á, mà ban cái pháp lành á, thì xin hồi hướng cho tất cả chúng con. Thành ra cái hồi hướng này nó là cái chuyện có thật và có thể tiếp nhận được, chứ không phải là hoàn toàn không có. Vì cái lẽ đó mà khi chúng ta cúng trai tăng, hoặc là khi chúng ta vào chùa cúng trai Phật, hay là chúng ta vào chùa chúng ta cúng Phật á, thì chúng ta đừng có quá mà ỷ lại vào cái người xuất gia đây. Các cái công việc mà cái người xuất gia người ta cầu nguyện, người ta hồi hướng, hoặc là tụng kinh hồi hướng, giảng pháp hồi hướng á, là có một phần. Nhưng mà cái phần đó nó rơi xuống như mưa vậy đó, thì ra cái cây này nó nhận được nhiều nước hay ít nước là do cái nhu cầu của nó. Nhưng mà khi cái người con, người cháu, cái người mà muốn hồi hướng cái phước báo đó cho cái người thân của mình đó, thì nó chính là cái ống nước mà nó dẫn cái nước mưa đó đúng vào cái vị trí đó. Ý hiểu chưa? Cho nên là trong cái lễ mà trai tăng đó, chính vua Bibimsara là xin một cái buổi lễ trai tăng nơi Đức Phật. Nhưng mà trong lúc mà mọi người đã hướng về những cái loài quỷ mà nó khổ đau, mà nó xin được trợ giúp nơi Đức Vua đó, thì Đức Vua nghĩ hôm nay mình làm lễ trai tăng và chắc chắn rằng mình sẽ giúp đỡ được những quỷ đói này. Thì người đó mới ngồi nghĩ nè, mình sẽ xem trong cái kinh thành này đó, cái chỗ nào là đẹp nhất, rộng rãi nhất, mình sẽ xây một cái tinh xá và một cái giảng đường rộng lớn để mà thỉnh Đức Phật và chư tăng đến đó, để mà bá tánh khắp nơi đều được nghe pháp thì lợi ích biết bao nhiêu. Quên cái hồi hướng đi. Và đêm về đó, thì là Đức Vua Bibimsara nghĩ rằng đêm nay mình sẽ ngủ ngon giấc. Nhưng mà không, đêm nay đó là khoảng 1 giờ khuya đó, thì cái tiếng la hét vang dội trong cái hoàng cung. Và khi Đức Vua choàng tỉnh lại, tiếng la hét mạnh mẽ hơn, và lạ lùng thay đó, ngài đã thấy ma quỷ nó trần truồng, nó đi khắp mơ trong hoàng cung vậy, nó khóc la như thế.
Ngài quá hải hùng, quá hải hùng luôn. Và sáng hôm sau vào đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật nói làm lễ trai tăng nữa, thì vua Bimbisara không tin. Đức Phật mấy cái đêm trước đó là đã nói với Đức Phật rằng là ma quỷ nó la hét ở trong hoàng cung đó. Rồi Đức Phật nói là cúng trai tăng thì nó hết, mà cúng trai tăng rồi cũng hết, nó lại hiện hình ra nữa. Mà bây giờ Đức Phật kêu cúng trai tăng nữa thì nghe làm thôi, chứ còn trong bụng là bán tín bán nghi, không có tin. Thì khi ra cúng, Đức Phật mới nói đây là cái giờ đó Đức vua nên hồi hướng hết cho những cái quỷ dữ mà đỡ, những cái ngạ quỷ mà ta tìm tới hoàng cung để người ta xin sự giúp đỡ đó, thì chính Đức vua đó là phải hồi hướng đi. Thì Đức Phật mới dùng cái thần thông để khai thị ra. Cho nên lúc mà Đức vua hồi hướng cùng với chư tăng hồi hướng đó, thì thấy ngạ quỷ đó nó mặc được những cái áo và nó ăn được cái thức ăn, và cơ thể của nó phục hồi được, và nó quỳ xuống nó đảnh lễ Đức vua, nó quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và tăng đoàn. Và cái bài kinh này còn lại với một cái tên đó là hộ ngoại quỷ sự, tức là quỷ đứng ngoài vách nhà. Và cái bài kinh này trong Phật giáo Theravada đó có in trong cái quyển kinh Nhật tụng đó, là để cái khi mà cúng đám dỗ đó thì lấy cái bài kinh này ra tụng. Và cái này sư cô cũng có giảng rất là kỹ về cái này, để mình hiểu về cái vấn đề hồi hướng. Thì sư cô có giảng cái hồi hướng đó. Thành ra cái hồi hướng này đó là sẽ nhận được nếu mình thành tâm. Con hỏi thế này: con là chủ công ty chuyên xuất nhập khẩu các loại hạt, trái cây và bao bố không liên quan đến động vật, hoặc cũng không liên quan tới các nghề mà Đức Phật cấm. Mặc dù con làm ăn đàng hoàng, uy tín và không lừa gạt ai cả, nhưng những đối tác của con hay lừa tiền và giao hàng xấu cho con. Con hoang mang là sao mình sống tốt mà luôn thua thiệt, họ làm xấu mà lại giàu sang. Có lúc bực quá, mình có nên chơi xấu như họ không? Nhưng không dám. Con có hỏi nhiều người thì được trả lời là do con thiếu phước. Xin cho con hỏi là con gieo nhân gì mà con bị thiếu phước? Xin sư cô chỉ cách giải quyết. Khi chúng ta nhìn cái quả thì chúng ta biết cái nhân. Khi chúng ta hái cái trái xoài ăn là cái quả, thì chúng ta biết là nó từ cái cây xoài đó ra. Mà cái cây xoài này đó là nó từ cái hộ của trái xoài mà nó ra. Cái hạt giống của nó là cái nhân. Chúng ta trồng cái hộp của trái xoài thì bây giờ chúng ta ăn cái quả xoài. Bây giờ đối tác chúng ta chơi xấu chúng ta như thế nào? Nó bán hàng xấu mà nó lấy tiền tốt, nó nói có mà thành không, thì tất cả những cái quả này chúng ta nhận được đó, thì chúng ta nhận cái trái xoài đây, cái thúng xoài đây, thì chúng ta hiểu là chúng ta đã gieo cái nhân mà hiện nay nó đang gieo với mình. Rõ nét luôn. Và khi như vậy đó, là mình á, tại sao mà mình giữ vững được công ty, mình làm ăn uy tín, là bởi vì từ cái chỗ mình sai lầm đó mình đã bỏ rồi, mình không có dính tới nữa. Và biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp trong cuộc đời của mình á, mình đã dũng cảm từ bỏ được cái đó, và mình đi cái con đường thiện lành. Cho nên ngày nay đó, mình lập một cái công ty, mà cái tính cách làm ăn của mình á, là mình chân thật, uy tín và chất lượng. Nhưng mình vẫn bị lừa đảo, bởi vì cái dư nghiệp nó còn sót lại, cho nên phải chịu. Mà nếu mình không vững chãi đó, thì trong lòng mình sẽ khởi lên cái chuyện á, nó chơi sao mình chơi như vậy, thì mình lại hạ thấp mình xuống, và mình lại làm sống lại những cái hạt giống mà mình đã cho nó chết. Mà nó chết mới 99,9% thôi, cho nên bây giờ nó có cơ hội để nó ngoi lên đó. Cho nên mình không có cho nó cơ hội nó ngoi lên nữa. Quý vị hiểu chưa? Bạn lừa đảo tôi, bạn chơi xấu với tôi. Hàng hóa còn đây, giấy tờ còn đây,
Tôi mời bạn tới, tôi nói cho rõ, như tôi cho bạn luôn đó. Bạn suy nghĩ lại đi. Và bạn không bao giờ giàu khi bạn đi bằng con đường lừa đảo. Và tôi không có lung lay đâu. Không có lung lay đâu. Chúng ta nhớ ngày cấp cô độc là cái người đã trải vàng ra để mua cái đất mà xây dựng cái kỳ viên tịnh xá cho Đức Phật. Và Ngài suốt trong cái cuộc đời của Ngài cúng dường cho đến khi đó Ngài mất cái tài sản và Ngài trở nên là một cái người rất khó khăn, nhưng Ngài vẫn tiếp tục cúng dường, cứ tiếp tục như vậy. Thì một cái vị thần sống trong cái căn nhà của Ngài đó mới hiện ra, mới khuyên Ngài, mới nói Ngài hộ trì cho cái tam bảo như vậy đó thì nó quá đủ rồi. Bây giờ Ngài đang khó khăn như thế này mà Ngài tiếp tục như vậy thì tôi thấy tội nghiệp cho Ngài quá, cho nên là tôi phải nói với Ngài đó, nên tạm dừng lại đi. Chừng nào Ngài làm ăn khó mà phấn phát lên nữa thì Ngài cúng bao nhiêu tôi cũng cản đâu. Nhưng giờ Ngài khổ quá rồi, thiếu ăn thiếu mặc gì mà cứ chắc đến cái tận cùng để mà cúng dường vậy, tôi thấy tôi chịu không nổi, cho nên tôi khuyên Ngài. Thì Ngài cấp cô độc, thì cái vị này mới nói với nè, cái vị cấp cô độc này mới trả lời với cái vị thần đó này: ông còn nói nữa tôi đuổi ông ra khỏi nhà tôi, cái chuyện của tôi làm ông không được xen vô và nói cái gì hết. Và cái khi mà Ngài nói cái câu đó thì cái vị thần này mới suy nghĩ ra, cái quyết tâm của người này không có đổi rồi. Bây giờ mình mang ơn cái người này đó, mình phải làm gì giúp người này. Cho nên là trong cái chư thần đó, người ta mới hội ý với nhau. Và cuối cùng đó, người ta mới tìm cái tài sản mà để bị mất ở dưới lòng biển, mà Ngài bị mất đó, nó chìm xuống lòng biển đó. Bây giờ người ta tạo điều kiện để cái tài sản của Ngài được đưa lên mặt đất. Và Ngài lại có cái số tiền đó, Ngài tiếp tục, Ngài cúng dường, Ngài bố thí, không có suy xiển chút nào cả. Cho nên là chúng ta hiểu rằng cái con đường tốt chúng ta cứ đi. Nhưng chúng ta đó không có để cho người khác qua mặt mình, mà chúng ta cũng không buộc tội họ. Họ đi sai, chúng ta giúp họ đi đúng. Chúng ta chỉ rõ đây là hàng giao như thế này, mà lấy cái đồng tiền này đó xem có được hay không, có nên sửa đổi để làm ăn lâu dài không. Còn nếu không sửa đổi thì chuyện này kết thúc nha. Và tôi không đòi tiền này đâu, nhưng mà tôi biết rõ, chứ không phải tôi không biết rõ, đừng trách tôi. Còn bạn này lấy hàng hóa, bạn không trả tiền, giấy tờ đây nè, tôi có thể đưa bạn ra pháp luật được, nhưng mà tôi không làm đâu. Tôi nói cho biết, một là đem trả lại tôi, hai thì tôi cho luôn. Nhưng tiếp tục như vậy đó thì tôi sẽ là người làm chứng đây nha. Khi mà cái chuyện của bạn bị phanh phui ra đó thì tôi là một trong những chứng nhân, bị giấy tờ tôi có đủ đây. Chúng ta phải ứng xử như vậy. Trả lời câu hỏi này nữa. Con năm nay 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của ngành bác sĩ đa khoa. Xin sư cô giúp con giải tỏa bế tắc mà bấy lâu nay con gặp phải. Từ nhỏ con đã rất sợ bệnh tật, thấy người thân bệnh con bị sợ hãi và hoảng loạn. Con sợ con bị giống họ, lớn lên vào ngành học của con giúp con biết rất nhiều những chứng bệnh. Có lúc con sợ hãi bệnh tật và cái chết đó mà sợ không tiếp tục học nổi, dù có nghe pháp và cố gắng tìm hiểu nhiều cách để trấn an, nhưng nhiều lúc con vẫn không kiểm soát được nỗi lo sợ đó. Con đi khám bệnh thì nhiều lần không khám không thấy gì, nhưng người con đau đớn nhiều chỗ và không hiểu lý do. Lúc nào con cũng hay suy diễn mình bị cái gì rất nặng. Xin sư cô giúp đỡ cho con. Khi mà trong cái đời sống bình thường của chúng ta, có nghĩa là không có một cái gì xảy ra mà nó bức xúc cho đến nỗi mà nó gây nên một cái sự sợ hãi quá lớn, mà cái nỗi sợ hãi đó nó cứ mang ở trong cái người chúng ta đó, và lúc nào nó cũng có cơ hội khởi lên đó, thì chúng ta phải hiểu rõ như thế này đó.
là cái tiền kiếp, mà cái kiếp gần nhất á, một hoặc hai ba kiếp gần nhất của chúng ta đây đó, để mà chúng ta có cái hiện kiếp này, cái đường luân hồi chúng ta, đây là cái hiện kiếp của mình đây, và cái kiếp kế đây, và cái kiếp kế này nữa, kiếp kế nữa là những cái kiếp rất gần đây đó, là có thể đó là cái lúc mà mình chết đó, một là mình chết chung trong một cái tập thể mà người ta bị bệnh và người ta quằn quại người ta chết. Thí dụ như mình nói vừa rồi cái COVID đó, mỗi người nhiễm khác nhau, và mỗi người đó trong cái biệt nghiệp của mình đó thì nó khởi lên khác nhau, và nó diễn ra khác nhau, và chết nó cũng khác nhau. Và khi mình rơi vào trong một cái tập thể bệnh hoạn mà trước khi mình chết đó, mình thấy những cái chết nó đang đi qua như thế này, hoặc là trên cái chiến trường mình là cái người lính, mình cũng tàn sát đối phương và đối phương cũng tàn sát cái đơn vị của mình, thì mình thấy người ta chết. Và khi mình bị thương mình nằm đó, những người đồng đội của mình nó chết liền ngay tức khắc, hoặc là họ cũng thoi tớp rồi cuối cùng họ chết chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái đó nó gây nên một cái sự sợ hãi mà không có dừng được ở trong tâm, và nó ghi dấu đó, và trong cái hiện kiếp này đó, nó hiện ra. Và cái nhân duyên lạ lùng đó là mình để đi học một cái nghề mà hàng ngày phải thấy cái bệnh tật, thấy cái đau đớn và thấy cái chết chóc. Thì cái nghề này đó là do mình nguyện trong cái lúc mình sắp chết. Mình nghĩ rằng mình phải học thầy thuốc để mình cứu những cái người mà người ta quằn quại trước khi người ta chết đây. Và cái nguyện đó nó đưa mình vào cái ngành y, là cái ngành mà phải đối mặt với cái bệnh, phải đối mặt với cái chết, mà coi như là bước chân vô là đối mặt liền, bước chân vô đối mặt liền. Và về nhà mình đọc sách, mình nghiên cứu, thì cái đầu của mình nó cũng đối diện với trong cái đó thôi. Thì cái đó nó không phải là một cái tình cờ. Và mặc dù mình suy nghĩ rằng là mình cái sợ hãi này đó chắc có lẽ mình bỏ cuộc, mình không có thi đậu được đâu, nhưng rồi mình sẽ đậu. Rồi mình ra trường mình đối đầu vậy, nhiều khi mình mệt mỏi lắm và mình nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, nhưng không bỏ cuộc đâu, cái lời nguyện nó từ đó. Và tại sao bây giờ một cái cảm giác đau đớn nó cứ đến với mình, mà cái bệnh viện khi nó khám nó nói mình không có gì hết á, mà mình đau giống như mình đau giả vậy. Nhưng mà mình đau thiệt chứ đâu có giả. Mình không phải là đau là do cái tâm mình nó rối loạn mà nó đau trong một cái thực thể rõ nét luôn. Cái người hỏi đây là một cái người học về ngành y, thì sư cô chỉ cho một cái quyển sách để mà đọc, và có thể tìm đến cái tác giả đó đọc để nghiên cứu luôn. Đó là cái câu chuyện về bàn tay ánh sáng. Thì trong đó nó có một cái mẫu chuyện thế này. Có một người đó, người ta cứ đau ở phía sau lưng, mà khi nó đau thì đầu tiên là nó nhói buốt ở một cái vùng, và sau đó nó tràn ra trên cái lưng, và nó cứ đau đớn như vậy đó. Mà đi bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ giỏi đều nói không có gì hết, thực thể không có gì hết, nhưng mà cái cơn đau nó cứ đến, và nó đích thực là nó đau chỗ đó, và nó tràn khắp con người, chịu đựng không có nổi và cứ thế. Và khi người ta đi vào một cái chữa trị mà nó phối hợp của cái tâm linh, tức là để cho người ta hiểu rõ cái nguyên nhân gần, thì nơi cái thực thể này không có bệnh. Nhưng một cái nguyên nhân xa, mà ngay bây giờ trong thân thể này cái cảm thọ về đau đớn nó hiện ra, nó là một cái thực thể, chứ nó không phải chỉ riêng trong tâm. Cái cảm thọ này đó nó nằm trong tâm đây, xúc thọ đây, nó nằm trong tâm. Và cái xúc thọ này đó nó có thể nằm tất cả các tâm ở đây, nhưng mà khi nó gây nên cái đau đớn, nó gây nên sợ hãi đó, thì cái cảm thọ này nó nằm trong cái tâm sân, nó mới đưa đến cái đau đớn, cái sợ hãi đó. Thì khi người ta tìm hiểu ra đó, khi mà lui về một cái tiền kiếp ấy, thì người ta mới tìm ra cái bệnh của người này là có một kiếp với người này là một cái chiến binh. Và khi đó đánh nhau thì bằng những cái cây giáo dài như thế này đó, thì người ta mới trên cái lưng ngựa người ta đâm nhau, người ta giết nhau như thế. Thì khi cái người này đó thua cuộc, người này nó mới cởi ngựa bỏ chạy, thì cái người đằng sau đó, cái đối phương đó,
người ta dùng cái giáo người ta phóng tới như thế này đó, thì cái giáo này nó ghim ở đằng sau lưng của người này, và người này đó là coi như nằm rạp xuống ngựa, và cái đau đớn đó cho đến khi mà cái con ngựa nó về đúng cái vị trí nó ngừng lại thì cái vị này đã chết trên cái lưng ngựa rồi. Và cái đau đớn này nó không dừng lại trong cái cảm thọ của cái tâm đây, và nó ghi nhận trong cái dòng sở hữu tưởng này đó, nó không có phôi phai được. Cho nên bây giờ cảm giác đó trở lại. Khi cái người thầy thuốc mà người ta dùng cái thôi miên để người ta trở về, người ta tìm cái nguyên nhân sâu xa của những cái cảm giác đau đớn này đó, thì người ta tìm ra được. Và cái người bệnh nhân đó đã quay trở về cái quá khứ, đã thấy biết. Và bây giờ cái người thầy này đó, cái người thầy thuốc này sẽ nói rằng là đây là những cái nó sống lại từ trong tiền kiếp, nó không phải là một cái thực thể. Cái chết đã đi qua rồi, một kiếp sống đã kết thúc rồi, bây giờ không có bệnh tật gì nữa hết. Người này hiểu rõ bệnh đó hết. Và cái này không phải một người bị, mà rất nhiều người bị. Và trong hồ sơ của những cái vị mà chữa bệnh mà bằng thôi miên, một cái người bác sĩ nhưng mà nghiêng về cái thôi miên học, cái tâm lý học và cái thần kinh học đó, thì người ta hiểu rằng đó không phải chỉ có thời tiết thực phẩm mới làm nên cái bệnh nơi thân này, mà cái tâm của chúng ta khi không có đi đường ngay nẻo thẳng làm cho tâm này bệnh. Và thân này bệnh là do cái quả nghiệp nó trổ sanh, nó cũng là bệnh. Bởi vì tất cả thân thể chúng ta đây nè, cái sắc thân này nè, cấu tạo bằng những cái sắc pháp đây, thấy không? Thì đó, nó có bốn nhân sanh ra nó, là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Cho nên khi khoa học người ta kiểm tra đó, thì người ta có thể nói rằng là do ăn cái này, hay là do cái bệnh nó có cái mầm móng, bây giờ ăn cái này nó mới sanh ra cái bệnh này, hoặc là do thời tiết thay đổi mà bệnh cảm, rồi mà cái người mình suy sụp xuống thì cái bệnh này nó có cơ sở để nó phát sanh lên. Và người thầy thuốc cũng có thể hỏi và biết được rằng là người này do âu sầu thất vọng một cái gì đó đó, thì những cái mầm bệnh trong người nó khởi lên. Nhưng mà chữa thế nào thì bác sĩ tâm lý học người ta sẽ giúp cho người này đó để mà xoa dịu xuống thôi, không chữa hết được. Và bởi vì sao vậy? Là bởi vì nó có cái nguồn gốc của quả nghiệp nơi đây, và nó xuất hiện trong cái hiện kiếp này để chúng ta nhận cái quả mà chúng ta không thấy ra cái nhân. Và bao giờ chúng ta thấy ra cái nhân thì chúng ta mới nhìn ra được cái quả. Và khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm hiểu trong những bài giảng pháp của Đức Phật đó, và kể cả sau này thì những cái bậc thánh tăng mà người ta có cái phước duyên, người ta gặp đảnh lễ để hỏi pháp. Thí dụ như cái cô mà Rohi-dí, cổ làm một cái buổi lễ trai tăng. Thì cái buổi lễ trai tăng là phải có tác bạch. Thì khi mà Đức Phật hỏi đó, cái thí chủ mà cúng dường trai tăng ngày nay là ai? Thì ngài Anuruddha là anh ruột của cái cô tiểu thư Rohi-dí này mới quỳ xuống bạch. Bạch với Đức Thế Tôn rằng là tiểu thư Rohi-dí là cái người cúng dường cái buổi trai tăng ngày hôm nay. Rồi Đức Phật hỏi đấy, vì sao không ra tác bạch? Thì mới nói rằng là vì cô bệnh ghẻ lở khắp người, lúc nào nó cũng chảy mũ, chảy máu ra, nó dính vào trong áo, khắn vào trong cái người này. Nó hôi hám mà nó đau đớn lắm đó. Cho nên là cái thân dơ bẩn của cô ấy không dám bước ra để đảnh lễ Đức Phật và đảnh lễ chư tăng mà tác bạch cúng dường. Đức Phật nói cứ ra đây. Sau đó người ta báo cho tiểu thư Rohi-dí, và tiểu thư mới ra, và tiểu thư mới đảnh lễ. Cái câu mà Đức Phật hỏi đó, cô có biết tại sao mà thân thể cô đầy ghẻ lở, chảy mũ máu ra ngày đêm, đau đớn và hôi hám, cô có biết không? Rohi-dí mới bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì Đức Thế Tôn mới nói cái tiền kiếp của cô, cái tiền kiếp của cô là một hoàng hậu. Và khi Đức Vua đó có những cái phi tần mà Đức Vua sủng ái, thì trong đó có một cái phi tần mà Vua sủng ái nhất, nhưng mà hoàng hậu không hài lòng. Và hoàng hậu đó đã đuổi cái người cung nữ này một cách tinh vi. Bình thường ra thì vẫn là tốt đẹp với nhau,
Nhưng mà người này đó cho đi vào trong, cho cái người hầu cận của mình đó đi vào trong cái dân gian đó để tìm những người mà mắc cái bệnh ghẻ lở đó, thì mới sinh mấy cái mài ghẻ lở đó, mấy cái mài ghẻ đó sinh rất là nhiều và nghiền đó ra thành bột. Và cái khi mà cái chỗ ở của cái người phi tần này đó thì áo quần sạch sẽ tươm tất đã treo lên, cái chỗ nằm cũng sạch sẽ tươm tất đã treo lên, thì lúc đó mới cho người lén vào đó dùng cái bột này đó phủ lên áo quần của chỗ ngủ và không ai thấy cả. Thì khi cái cô này đó nằm trên cái đó bị ngứa, đi tắm lấy quần áo thay vô vẫn bị ngứa và nó cứ liên tục như thế đó, thì cái người này bị nhiễm cái bệnh ghẻ lở. Và khi nhiễm cái bệnh ghẻ lở như thế đó thì là đâu có ai cho gặp vua đâu. Và cái người này bị loại ra khỏi cái chỗ đó mà cực kỳ tinh vi, không ai biết cả. Và người làm đó là tiền thân của Rôi Dí đã làm như vậy. Cho nên cái phước rơi rớt cậy đó thì cổ vẫn là một cái tiểu thư con nhà giàu, mà bị cái ác nghiệp đó cho đến ngày nay đó là nó sinh ra là một tiểu thư khuê cát rất là đẹp, nhà rất là giàu, điều kiện sống đâu có thiếu đâu, thầy thuốc đâu có thiếu đâu, nhưng mà không ai chữa được hết. Và cái buổi lễ trai tăng này khi mà Đức Phật khai thị ra đó thì Rôi Dí có khả năng nhớ lại tiền kiếp. Tất cả chúng ta đều có khả năng nhớ lại quá khứ của mình, nhưng mà có nhiều thứ ngăn che không được. Khi phước gặp một cái vị Phật, người ta khai thị để nhìn vào, cô ấy thấy biết rõ cho nên quỳ xuống đảnh lễ và sám hối. Thì sau cái buổi lễ trai tăng đó rồi đó thì cái cô này trở lại bình thường. Cho nên chúng ta đó phải nhìn ra cái lỗi của mình và biết rõ cái lỗi này đó là chúng ta đã gieo xuống cái hạt giống gì, và nhất định cái quả của chúng ta nó đó chúng ta sẽ gặt lấy. Và khi chúng ta gặt lấy, chúng ta muốn nó ra đi thì chúng ta phải ứng xử thế nào, nó có cách của nó hết. Cho nên là hiểu như vậy để mà chúng ta hành trì cho đúng. Và cái vị mà đặt cái câu hỏi này đó thì khi hiểu biết như vậy đó, mạnh mẽ trên cái con đường làm thầy thuốc của mình. Và khi mình đối diện với cái đau của người khác thì chúng ta đồng cảm nhưng không đồng quá, bởi vì cái đồng quá nó sẽ đưa đến mình sẽ đau đớn. Mình phải vượt lên đó để mình mới giúp đỡ được. Chứ cô nói vậy rồi quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Đây là cái tai nạn xảy ra cho một bé 10 tuổi. Thì khi cái xe cấp cứu tới, bác sĩ và y tá xuống, bước xuống đó, thì cái một vị bác sĩ té xỉu xuống. Hỏi ra mới biết là đây là má của bé. Vị này không ngờ rằng cái mình đi cấp cứu bữa nay đó lại là con gái của mình bị cái tai nạn này, té xỉu xuống. Nhưng chúng ta giả dụ rằng trên cái xe cấp cứu đó bước xuống cũng một người nữ bác sĩ y như vậy đi với y tá, nhưng mà thấy cái đứa bé nằm đây thì cái vị bác sĩ đó sẽ nhanh chóng biết rằng mình phải cấp cứu như thế nào để mình sơ cứu, mình đưa cái đứa trẻ này về bệnh viện cho nó kịp cái giờ vàng mà cứu sống của nó. Nhưng người mẹ này cũng là bác sĩ mà tại sao té xỉu đó? Là bởi vì con mình với mình là một. Cái đồng cảm này nó trở thành cái đồng quá, cho nên nó phải đánh gục cái người thầy thuốc này đó, ngất xỉu bên cạnh cái đứa con của mình. Còn đây cũng là người thầy thuốc, cũng đồng cảm với cái đau đớn của nạn nhân, và còn biết rõ ra nếu mình chậm trễ cái đứa bé này sẽ chết. Cho nên cái sáng suốt nơi người thầy thuốc đó, cái giờ đó cái gì tốt đẹp nhất trong nghề nghiệp của người ta, phải làm cách gì, thuốc gì, nhanh chóng cái gì, thì cái tốt đẹp nhất của người thầy thuốc đó nó hiện ra để nó cứu giúp cái này. Quý vị thấy cái đồng cảm mà đưa đến cái đồng quá nó sẽ đánh bại. Còn cái đồng cảm để cho mình quyết tâm cứu giúp người ta thì cái trí tuệ mình phát sinh lên. Cho nên những cái khả năng tốt đẹp của mình sẽ ứng dụng vào trong cái thời điểm này để cứu sống cái đứa bé này. Cho nên khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh vậy, mình hiểu vậy để mình giữ vững, là chính trong cái giờ phút mình nằm chết trong cái tập thể đó, mình là nạn nhân trong cái tập thể của bệnh hoạn, của đau đớn, của chết chóc đó,
Không phải một lần mà rất nhiều lần trường hợp mình đã phát nguyện mình phải cứu khổ cho tất cả những ai lâm nguy. Cho nên bây giờ nó có một cái nghịch lý là mình rất sợ mà mình lại phải học nghề thầy thuốc. Và bây giờ mỗi khi nó như vậy đó thì mình giống như là nó có những lúc mà khủng hoảng đó, là mình muốn từ bỏ nhưng không từ bỏ được mà vẫn tiếp tục, và nó gây nên một cái đau đớn trong cái cơ thể của mình. Thì chúng ta hiểu như vậy để chi? Để có một lời nguyện rằng đó, mình mãi mãi là cái người thầy thuốc, mình đem cái sự sống đến cho những người bị tổn thương về thể chất và tinh thần. Và sau khi mình đã cứu được một cái bệnh nhân thì đây là một cái phước báo rất lớn. Mình sẽ hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả những cái chúng sinh nào đau bệnh đó đều gặp thầy hay thuốc hay, để mà cho cái người này đó vượt qua cái mà khổ đau trong cái thân thể của người ta. Thì mình cứ làm như vậy đó, dần dần đó một cái từ trường mà phước báo nó sẽ khởi lên, và những cái cảm thọ đau đớn này đó nó sẽ giảm và nó sẽ ra đi. Và chuyện này là một cái chuyện có thật, và đã người ta đã nghiên cứu và người ta đã ứng dụng được rồi, chứ không phải là một cái chuyện mê tín dị đoan. Và ngay cả hàng ngày quý vị sẽ thấy đó, hễ cái khi nào mà mình mệt mỏi là một, mình tức tối, mình bực bội là hai, thì cái năng lượng mình xuống thấp. Mà hễ khi nào cái sức khỏe mình tăng lên, mà con người mình vui vẻ, lạc quan, mình nghĩ tới những điều tốt, những điều lành, tâm trí mình sáng láng đó, thì cái từ trường và cái năng lượng lành của mình sẽ tăng lên. Và như vậy đó, mình bồng một cái đứa nhỏ, đứa nhỏ nó sẽ vui. Còn khi cái năng lượng mình thấp á, mình đến gần nó cô hâu víu lại. Bởi vì nó bé quá, nó 3-4 tháng tuổi thôi, nó tiếp nhận bằng cái từ trường mà. Cho nên cái con nít á, cái cảm nhận về cái từ trường giao tiếp và cái kết nối đó, nó mạnh hơn cái người lớn, nó mạnh nhiều lắm. Cho nên nó cảm nhận được. Thì sư cô vẫn nói vậy. Bây giờ 3-4 tháng tuổi bé nằm bé khóc, thì bà nội, bà ngoại hay người trong nhà đều nói: nín nín đi con, nín nín đi con, chúc mẹ lên. Nó đâu có nghe đâu, nó vẫn khóc. Nhưng mẹ nó dưới bếp la lớn lên: mẹ lên liền đi con, mẹ lên liền đi con, nín đi con. Nó nghe đúng cái âm thanh của mẹ đó, nó dịu cái tiếng khóc xuống. Và mẹ nó từ dưới bếp đi lên, chỉ cần chạm vào người nó là nó cười rồi. Một cái năng lượng lành đem cho đến cho nó, vì nó bình yên ở trong cái tử cung này đấy. Và mẹ đã nuôi 9 tháng 10 ngày. Và khi re nè, bàn tay mẹ nâng đỡ nè, mẹ cho bú nè, sự sống từ mẹ mà, ngày đêm từ mẹ mà. Một cái từ trường mẹ con nó kết nối như thế, thành ra một cái âm thanh, một cái mùi, một cái bàn tay xúc chạm, nó là cái niềm tin, nó là một cái hạnh phúc, nó là một cái từ trường mà mẹ con nó ấm áp với nhau, mà người ngoài không hề có được đâu nhé. Kể cả bà ngoại với bà nội. Chúng ta hiểu như vậy để biết rằng là sự tiếp nhận này là có thật trong cuộc đời của chúng ta. Con là người sơ cơ vào đạo chưa được bao lâu, con còn dở tệ, chưa hiểu sâu, chưa thâm nhập được đạo. Xin sư cô khai thị cho con chỗ nhận biết của con để điều phục vọng tâm như sau: biết tâm biết cảnh, biết tâm biết cảnh, gá nương vào cảnh tâm sẽ ảo. Làm sao cho tâm không lay động, cảnh động tâm động đều thấy rõ, cả trong ngoài thân tâm biết rõ. Lúc sanh khởi quỷ diệt an trú, hãy quán niệm trong từng giây phút, hãy tự mình tập luyện tinh chuyên. Đúng là con đường Bụt đã dạy, thực hiện và đạt được thanh tịnh. Cái câu hỏi này tuy nói ngắn, nhưng chúng ta đó phải hành trì tính theo kiếp sống, chứ không phải tính theo giờ, tính theo tháng, tính theo năm. Đây là một cái tóm gọn cả một cái hành trình mà đi từ một cái phàm phu mà lên tới một cái bậc thánh.
Cái là tóm tắt này. Và khi mà dùng cái chữ đó, biết tâm biết cảnh đó, thì chúng ta nên nhớ là cái định nghĩa về chữ tâm mà trong Vi Diệu Pháp là lời giảng của Đức Phật đó, thì tâm là gì? Tâm là có khả năng biết cảnh. Và tâm á, nói rõ hơn là tâm có khả năng biết tất cả các cảnh. Và tâm ta có khả năng nhận thức đối tượng. Như vậy, tất cả cảnh bên ngoài, tâm đều biết hết. Tâm còn biết cảnh bên trong. Tâm còn biết mình chứ. Và tất cả chúng ta làm người đó, ai cũng có khả năng biết mình cả. Mình muốn chơi xấu người ta, mình biết chứ. Mình muốn tử tế với ai, mình biết chứ. Thấy chứ? Thấy không? Mình vui, mình biết vui chứ. Mình buồn, biết buồn chứ. Như vậy mình biết mình sao không biết? Thì sư cô nói rồi, tất cả chúng ta đều có cái khả năng này, đều có khả năng thấy cái nội tâm của mình. Và có cái người tinh tế đó còn biết, gọi là tôi biết cái ý nó muốn gì chứ. Nó nói ngon, nói ngọt vậy, nhưng mà tôi biết cái ý nó muốn gì. Tức là cái lời nói của nó khác, mà cái tâm địa nó khác, tôi biết cái tâm của nó mà. Như vậy nói tại sao mình tu không được? Ai cũng có khả năng tu. Vì ai cũng có tâm, và cái tâm mình có khả năng nhận biết tất cả những cái bên ngoài nó, và nó nhận biết tất cả cái bên trong nó. Nhưng khi nó nhận biết thì nó biết cái này là cái gì, tác dụng này ra sao, phải đưa về đâu không? Biết không? Biết. Biết không hết. Biết. Bây giờ nó nhìn tâm nó biết. Nó cũng chưa biết hết, mà nó cũng chưa biết cái tác động nó đi về đâu. Thì chánh pháp của Đức Phật đó sẽ dạy chúng ta rõ. Khi chúng ta học những cái điều này thì chúng ta sẽ biết rõ ràng đó là cái tâm chúng ta có khả năng gì. Và khi là chúng ta nhận biết, mà chúng ta nhận biết dưới lăng kính gì mới là vấn đề. Thành ra trong cái tu tập mà cái vị này mà hỏi cái này đó, thì sư cô nói rằng cái bài mà cái người người ta hướng dẫn cho mình đây đó, thì sư cô nói là người ta nói cực kỳ vắn tắt và không có dẫn mình đi từng bước. Còn cái dẫn mình đi từng bước á, thì sư cô nói một cách tổng quát rồi. Chúng ta có khả năng đó biết cái bên ngoài hết, và chúng ta có cái khả năng biết ở bên trong. Nhưng cái biết này á, nó ở mức độ nông sâu khác nhau, nó ở cái mức độ chính xác hay không chính xác khác nhau. Và cái khả năng mà chúng ta có thể đó, khi mà thấy mình như vậy đó, thì mình có một cái khả năng chuyển đổi nó như thế nào, mình có cái khả năng loại bỏ những cái bệnh về tâm của chúng ta ra sao, là nơi mỗi người nó phải có sự tu tập. Tu có nghĩa là sửa đổi, mà tập có nghĩa là sửa một lần không được thì sửa hai lần, hai lần không được thì sửa ba lần, sửa đến tỷ tỷ lần cho đến khi đạt được mà thôi. Cho nên gọi là tu tập. Tu thì phải có tập luyện. Tu là sửa đổi, mà sửa đổi lần thứ nhất không được thì cứ lần thứ hai, và cứ sửa cho đến bao giờ sửa được mà thôi. Cho nên những cái sai trái của chúng ta, những cái nhầm lẫn của chúng ta, nó gây cái tổn thương không phải chỉ cho cái người trong cuộc, cho tất cả những người quanh mình, mà cho cả cái người trong cuộc là chính ta đây nè. Thì chúng ta cũng phải nhìn cho rõ, hiểu cho sâu, và biết cái phương pháp để chữa trị. Và Đạo Phật luôn luôn cho chúng ta phương pháp. Tại vì cái người hướng dẫn chúng ta nói vắn tắt, và chúng ta cũng không có chịu khó để đào sâu vô. Chứ còn thật ra đó là Đức Phật dạy chúng ta từ tổng quát cho đến chi ly, để chúng ta có một kiến thức rộng mở để hiểu biết, và đồng thời có cái phương pháp hành trì. Chứ không phải chúng ta tu mù, chúng ta tu mò, chúng ta tu theo cảm xúc, chúng ta tu theo niềm tin. Tất cả những ai đến với Đạo Phật bằng niềm tin, nó chỉ là bước ban đầu để chúng ta vào cổng chùa và chúng ta đứng ở cái thềm chánh điện mà thôi. Còn khi chúng ta vào được trong cái chánh điện này á, nó phải bằng cái sự hiểu biết, học hỏi, có trải nghiệm đàng hoàng, thì chúng ta mới đứng trong cái chánh điện này đây để mà chúng ta phát triển tất cả những cái sự hiểu biết,
mà về bên ngoài cũng như bên trong một cách rất là sâu xa. Và chúng ta sẽ biết một cái phương pháp để chúng ta đó làm bình yên trong tâm mình và làm cho cái môi trường sống của chúng ta đó nó ôn hòa trở lại, nó ấm áp trở lại, để từ trong cái nền đó mà chúng ta dẫn dắt nhau đi đó trên một cái đại lộ thênh thang đầy cái nắng ấm, đầy cái nghị lực và đầy cái trí tuệ, thì đó mới đúng là cái sự tu tập của chúng ta. Và vị này khi hỏi cái câu này đó, tìm cái sách giải cái câu này ra ha. Bởi vì cái này là hướng dẫn theo Phật giáo Đại Thừa, cho nên là chúng ta sẽ tìm cái bài toán giải từ đây. Con đang hành vi diệu pháp trên tứ niệm xứ, quán thân trên 28 sắc pháp, quán thọ trên 52 sở hữu tâm, tức là tâm sở, quán tâm trên 121 tâm vương, quán pháp trên pháp thiện, bất thiện, siêu thế. Con đã biết rõ 7 tâm sở biến hành đều có mặt trong tiến trình của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nhưng con muội lược và chưa đoạn tận được chúng để đi đến tứ thánh đạo và tứ thánh quả. Nhờ sư cô chỉ dạy để gỡ khúc mắc này. Chúng ta nên nhớ rằng thầy của chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đã tu 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có giải được cái này. Và bây giờ đây đó, những câu hỏi này nó nằm trong kiến thức, và cái bài toán giải đó nó nằm trong cái câu hỏi này đây. Chúng ta hỏi thầy của chúng ta ngồi đây là: thầy ơi, thầy, trong tâm thầy có gì? Thì Đức Phật sẽ trả lời bằng chính giáo pháp của Ngài đó: trong tâm của chư Phật có giới, có định và có tuệ. Và chúng ta sẽ hỏi lại người phàm phu của chúng ta đó: trong tâm có giới, có định, có tuệ không? Xin trả lời có, xin trả lời không. Tại sao nói chuyện gì nói như nói đùa vậy? Vì trong tâm của Đức Phật có giới, có định, có tuệ, nhưng mà giới, định, tuệ này nó có mặt cùng một lúc. Và cái sức mạnh của giới, định, tuệ ngay trong tâm của Phật đó là nó ở trong cái đỉnh điểm của nó rồi, và không bao giờ suy xuyển cả. Còn chúng ta đây có giới, có định, có tuệ. Bởi vì nếu không có giới, không có định, có tuệ, chúng ta không bao giờ có được thân người. Và nơi chúng ta có giới là ở chỗ đó, chúng ta tuy là chưa thọ giới, chưa có quy y, chưa có học pháp, mà chúng ta vẫn có giới. Chúng ta nói như mình vậy: đồ đạc người ta để đâu để đó, đừng có tay chân mà vò què vọt quẹt của người ta, mắc cỡ lắm, không có làm cái chuyện đó. Đó là chúng ta có cái giới không trộm cắp đó. Chúng ta nghĩ vậy, má mình hồi nhỏ nuôi mình không thiếu gì hết, ba mình cũng cưng lắm, mua xe đạp mua đồ cho đi, cái gì cũng thương hết. Bây giờ mình làm có tiền rồi, để hỏi coi má thích cái gì, ba thích cái gì, hoặc để ý xem ba thích cái gì, má thích cái gì, mà mua cái món gì cho ba cho má mà ba má dùng nó đều sướng lắm, vui lắm. Chúng ta là người có nghĩa, có ân mà. Chúng ta sống bằng cái lương tâm, bằng cái sự trong sáng và bằng cả cái tình tử của một con người mà. Chúng ta có nhân cách của một con người và chúng ta xứng đáng là một con người mà. Chúng ta có giới đó, chúng ta hành giới đó, hiểu không? Và chúng ta cũng sáng suốt, chúng ta định tâm để mà chúng ta giữ vững những cái điều tốt này mà. Cho nên chúng ta cũng giỏi giang chứ. Xuống bếp nhìn cái tất cả những cái đồ ăn này, biết phải xử lý làm cái gì cho ngon đây mà. Biết sắp xếp cái bếp rồi cho đàng hoàng. Đi làm việc xếp giao cái gì đó thì biết là phải triển khai làm thế nào cho chu đáo mà. Thấy không? Nhìn đâu biết việc đó mà. Ta có trí chứ. Chúng ta định tâm lại, chúng ta chú ý về công việc làm và chúng ta sáng suốt giải quyết. Nhưng trí này nó nằm trong cái sở hữu tưởng đúng đây.
giúp cho chúng ta giỏi giang. Và cái đúng này lạ lùng thay đó, nó chỉ có được khi nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có giới. Chúng ta không gieo những cái nhân xấu ác, những cái điều sai lệch, mà chúng ta hiểu đúng, chúng ta làm đúng. Bây giờ chúng ta mới giỏi, và chúng ta mới có cái phước báo. Nhưng mà khi cái cơn giận chúng ta nổi lên, chúng ta sẵn sàng nói nặng người đó, chúng ta sẵn sàng đuổi việc cái người đó, mặc dù biết rằng cái người đó đang phải nuôi mẹ già yếu đây, nhưng mà cơn giận chúng ta đó làm nó che lấp hết, cho nên ta sẵn sàng tàn nhẫn. Thì vậy lúc đó ta có giới không? Không, ta không có giới. Tâm chúng ta không bình yên mà, nó đâu có sự trong sáng. Và khi chúng ta giận lên đó, cái mặt mày chúng ta nó biến đổi, mà nó biến đổi sang cái xấu, đâu biến đổi sang cái đẹp đâu. Tất cả những cơn giận đều hủy hoại cái vẻ đẹp nơi sắc thân của tất cả mọi người, không trừ một ai cả. Kể cả con chó, con mèo, con trâu, con heo gì đó, bình thường ra nó vẫn có cái đẹp của nó chứ, nhưng mà khi nó nổi cơn lên rồi nó không còn đẹp nữa. Và tất cả những hoa hậu nổi cơn lên đều hoa hậu, đều không mất chức ngay từ lúc đó thôi. Chúng ta đây cũng y như vậy thôi. Và chúng ta có nhìn ra không? Lúc đó đâu có giới nữa đâu, và đâu có định nữa đâu, đâu có tuệ nữa đâu. Chỉ là chúng ta nô lệ cho những cái cảm xúc tiêu cực của mình. Nó đưa đến cái bìa buồn khổ, nó đưa đến cái tuyệt lộ, và chúng ta chìm đắm trong đó, chúng ta không ra khỏi cái chỗ đó. Chúng ta làm tổn thương mình mà. Đâu phải cái giới thứ nhất á, là chúng ta giết người, chúng ta làm tổn thương về thể chất của người khác mới là phạm giới đâu. Chúng ta là làm tổn thương mình mà. Có khi chúng ta nghĩ tới chuyện chúng ta hủy hoại mình mà, chúng ta có nghĩ chúng ta phạm giới thứ nhất không? Chúng ta săn sóc cho người bệnh, chúng ta đem cái thức ăn đến cho người nghèo, chúng ta giúp cho người khó khăn. Vậy cái lúc chúng ta khổ đây, chúng ta buồn đây, chúng ta có săn sóc mình không? Đứa bé khóc, chúng ta lau nước mắt cho nó, ta hỏi con ơi, con muốn ăn cái gì? Con muốn cái gì con nói đi. Ta sẵn sàng giúp cho nó, để nó không khóc nữa, để nó vui mà. Tại sao chúng ta khóc, chúng ta sầu héo như thế này, chúng ta lại không biết dỗ dành mình? Sao chúng ta không biết lau nước mắt cho mình? Chúng ta không nói tại sao buồn vậy, tại sao khổ vậy? Và chúng ta không giải mã để chúng ta đưa chúng ta ra khỏi cái khốn khổ trong cuộc đời mình. Vậy chúng ta yêu ai? Chúng ta yêu ai? Chúng ta vì ai? Nên nhớ rằng cái sự thiện lương, nó thật sự là sự thiện lương khi chúng ta mang cái tốt đẹp đến cho mình và tốt đẹp đến mọi người. Tại sao chúng ta trải đời chúng ta ra đó như một cái mảnh đất để mà tất cả cỏ hoa đều có thể mọc lên? Chúng ta vất vả, chúng ta cực khổ, chúng ta mưa nắng ngày đêm, ngủ không đủ giấc để tìm cái ra cái đồng tiền chân chính mà nuôi những người thân trong gia đình của mình. Vậy mà họ làm tổn thương ta, ta vẫn quằn mình xuống để tiếp tục làm cái mảnh đất cho người ta nhổ nước bọt lên, cho người ta dày xéo lên. Không phải người ta trồng những cái bông hoa, không phải người ta trồng những cái cây trái, người ta đổ phân xuống mà. Và ta có thể bầm nát cái mảnh đất này mà. Tại sao mảnh đất này nó không tự phục hồi vậy? Tại sao nó không tự nói với nó rằng mảnh đất này ta phải trồng hoa cho ta? Ta không thương mình, ta không cứu vớt mình, thì ai thương mình, ai cứu vớt mình? Chỉ vì chúng ta đồng quá với người thân yêu, và chúng ta sẵn sàng đó là coi như là làm cái nền để người ta dẫm lên. Nhưng nó phải có cái điểm dừng của nó. Còn khi chúng ta không có điểm dừng đó, thì chính cái đất này nó sẽ tiết ra những cái độc chất, và nó hủy hoại nó rồi.
cuộc sống không còn nữa, sự sống không có mặt nữa, khi cái mảnh đất khô cằn này tự nó không hồi sinh được và tự nó không phải là cái nền để hoa cỏ có thể vươn lên được. Chúng ta hủy hoại tất rồi, chúng ta đã phạm giới rồi mà chúng ta không hề biết. Cho nên chúng ta có giới, chúng ta có định, chúng ta có tuệ, nhưng mà khi có khi không, khi vậy khi khác, và chúng ta cái con đường để phát triển tuệ giác của mình đó, thì chúng ta dành thì giờ cho nó quá ít, mà cái thời giờ cho những cái quan lạc của đời sống nó nằm đây đó, thì chúng ta cung phụng cho nó quá nhiều. Cho nên có khi đó chúng ta nghĩ rằng nói láo một chút mà có tiền cũng được. Và có người đã thệ nguyện rằng đó, nếu mà có thể đọa địa ngục để tôi có tiền mà tôi lo cho người thân yêu của tôi đó, tôi sẵn sàng. Tôi có nói không có thách thức với nhân quả của mình đâu. Mình có thể nguyện như thế này nè: tôi nguyện là khổ cực cách mấy tôi cũng chịu đựng được, tôi trần thân ra tôi làm việc để mà tôi lo cho cái người cốt dục của tôi. Điều đó rất quý giá, bởi vì mình thử thách mình. Còn mình nói nè, tôi có phải xuống địa ngục đi nữa mà để tôi có tiền cho lo người thân tôi đó thì tôi cũng làm. Bởi vì á, mình sai lầm ở chỗ mình không có thách thức với pháp luật và không có thách thức với nhân quả. Vì mình làm sai thì pháp luật phải trừng trị. Mình gieo cái hạt giống không đúng thì cái khổ đau nơi tâm của mình á, nó sẽ chìm khuất cuộc đời mình không biết bao nhiêu. Còn vất vả cực khổ có chết một thân này đi nữa thì cái đời sau khi tái sanh á, do cái phước báu mà tôi trải cuộc đời của tôi cho cái người mà thân yêu của tôi đó, có khi chúng ta lại có một cái thân thể tốt hơn, có một cái điều kiện để phát triển sát xuất hơn. Cho nên chúng ta thách thức với nghị lực của mình, chứ chúng ta không thách thức với pháp luật và cũng không thách thức với nhân quả. Phải sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên không nhầm lẫn ở cái chỗ này, bao giờ cũng phải có cái yêu thương và cái trân trọng của mình đúng mức. Không phải yêu thương là cho nó quần áo đẹp, cho nó nhiều mỹ phẩm, cho nó có nhà lầu, cho nó có xe hơi, cho nó có danh vọng. Tất cả những cái đó nó chỉ ở lại với mình trong một cái thời điểm nào đó, một cái giai đoạn nào đó khi đúng phước báo. Còn khi nó không đúng phước báo mà mình bằng mọi giá để mình có những cái thứ đó, thì nên nhớ rằng cái áo ngày hôm nay nó đẹp nhưng ngày mai đó ghẻ lỡ nó sẽ có nơi đây. Chúng ta phải trả giá cho tất cả những cái sai lầm của mình, khi mà những cái điều mong muốn tốt đẹp của mình đó mình không làm bằng cái phương tiện tốt đẹp, mà chúng ta chấp nhận xuống địa ngục để đạt được những cái điều này đó, thì trước tiên luật pháp sẽ hỏi tới tên mình. Và chúng ta nhìn đây, xã hội chúng ta đầy dẫy những thằng ăn cắp mà ngồi trên ghế cao và ăn cướp của dân bằng con dấu đỏ. Bây giờ nó đã ra tòa và cái bộ mặt của nó đã rõ nét, và nó kết thúc những cái sự sai lầm của nó, và nó chỉ kết thúc luật pháp trong một kiếp này. Nhưng tất cả những gì mà nó thu tóm lại và nó làm cho cái bữa ăn của mỗi con người trong gia đình đó, nó phải thu lại. Cái sữa của đứa nhỏ phải xấu hơn, và cái người già thuốc uống cũng không đầy đủ hơn. Nó rút tận xương tủy đó, nó phải trả giá không biết bao nhiêu kiếp. Tất cả những ai trải qua do nó hút máu, do nó trộm cướp đó, nó phải trải nghiệm những điều này. Đó là cái điều mà cái trí tuệ tâm linh của nó bị che khuất, mà cái tham dục của nó lên tới đỉnh điểm, nó phải trả giá đấy, chứ không phải là không có đâu. Cho nên đó, Đức Phật có đại từ, đại bi, đại trí tuệ. Còn chúng ta có từ, có bi, có trí tuệ, nhưng mà khi có, khi không. Khi nào chúng ta tỉnh táo sáng suốt thì chúng ta có giới, chúng ta có định, có tuệ, không có ăn nói bậy bạ, không có làm bừa bãi, không có làm tổn thương mình và làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng mà khi giới chúng ta không có, định chúng ta đó yếu kém, tuệ chúng ta đi chơi mất, thì chúng ta có thể làm bất cứ một cái gì, tổn thương ai và kể cả tổn thương mình đó,
chúng ta không có ngần ngại đâu. Nhớ kỹ đi. Và cái câu cái vị này nói là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp như thế đó. Thì nếu mà mình hiểu nó trên mặt kiến thức đó, mà cái hành của mình đó nó còn yếu ớt đó, thì chúng ta khoan mừng. Bởi vì những cái gì nó đến bằng kiến thức, mà khi cái giới chúng ta không giữ được đó, thì nó sẽ phai và nó sẽ biến dạng, nó không giữ nguyên được đâu. Cho nên đó, lúc học thì hiểu vậy đó, mà lúc hành đó, nó hành không đúng. Cho nên đó, là khi mà cái pháp học người ta học được đó, nó cũng có một cái đóng góp của cái giới và hạch giới của người này. Và đến khi nó bị phai, nó bị lệch, nó bị lạc qua, nó nằm trong cái mà cái hiện kiếp này giữ giới ra sao. Cho nên cái gì khoác lác được, chớ còn trong cái giáo pháp của Đức Phật đó, mà càng khoác lác chừng nào đó thì càng thoái đọa chừng đó. Không có dễ đâu. Cái pháp tòa này là cái pháp trường này, là bởi vì mình làm sai đó, mình có thể tạ tội với tất cả mọi người, nhưng mình nói sai đó, mình rút lời lại không được đó, thì cái người mà ở trên cái pháp tòa này á, thì cái pháp nó là cái pháp trường, là bởi vì đó sẽ không có ai tha thứ cho mình đâu, mặc dù người ta không cố chấp, nhưng mà mình nói bậy thì mình phải chịu thôi. Và cái đọa đài này đó là mình cứ đi lòng vòng, đi sai trái, cứ đi vòng vòng đi sai trái, trả giá không biết bao nhiêu kiếp, và không tỉnh táo đó, nó còn thoái đọa nữa, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là học biết mực được bao nhiêu mừng bao nhiêu đó, và nên hành trì, nên ứng dụng vào chính trong cái đời sống của mình. Và khi chúng ta ứng dụng được tới đâu, mừng tới đó. Sư cô nhớ mãi khi mà sư cô ở trong thiền viện sư cô tu đó, thì khi cái người lên trình pháp nói rằng là con đã phát sanh được trí tuệ, thì thầy mới nói thế này: cái khi mình bước vào trong cái tu tập đó, mình nghĩ là mình có 100 điều sai, và ngày hôm nay mình phát hiện ra cái điều sai này đó, thì mình còn lại 99 điều đó là coi như chưa đúng. Nhưng cái thực chất đó, khi mình đi vào hành trì đó, mình sẽ thấy là mình có 100 điều sai. Bây giờ mình sáng được một điều, thì cái con số nãy mình tính đó, nghe được. Nhưng nhớ vậy nè, mình sáng được một điều đó, thì nó có 99 điều trong cái mà mình đang ngộ ra đây đó, nó còn có 99 điều sai trong cái số 1 này thôi. Một cái lỗi lầm của mình á, mà mình thấy mà có 100 cái lỗi lầm. Bây giờ mình phát hiện ra một trong 100 đó, thì khi mình phát hiện ra đó mà mình sửa đổi nó đó, thì nên nhớ rằng nó còn 99 cái chưa phát hiện ra nữa. Và nếu mình phát hiện ra một cái nữa thì nó sẽ có 99 của cái chi nhánh đó chưa có phát hiện ra. Và mình nghe thì mình sẽ thấy rất là lạ lùng, nhưng mà cái thực tế khi mình ứng dụng chính xác là như vậy. Và nhiều lần sư cô cũng có nói rằng mình nghĩ rằng mình bỏ được cái tánh xấu đó rồi, nhưng nó sẽ trở lại dễ dàng lắm. Nó có điều kiện là trở lại. Bây giờ mình nói cái ông quan tham này đó, ăn cắp ăn cướp của dân, mình nói mạnh mẽ vậy đó, chứ còn khi mình đặt vào trong cái hoàn cảnh đó, mình hỏi chứ cái tên tham dục này mình đó, nó có tỉnh táo được không? Và khi nó tham dục thì bằng mọi giá nó tạo nên cái ác của nó đó, thì mình có dừng được hay không? Cho nên mình thấy cái xấu ác người ta đó, không phải để mình chửi bới mà nhục mạ người ta, nhưng để nói với mình đây là một bài học cảnh cáo. Người ta phạm được thì mình cũng có khả năng phạm được đó, tại mình chưa giữ chức vụ đó, mình chưa ở vào trong cái môi trường lợi ích nhóm đó, thì mình chưa chắc là mình đã giỏi hơn ai. Cho nên mình nhìn thấy những cái đó để mình hiểu cái gì? Để mình hiểu rằng cái khả năng mà coi như là quế nhiễm ở trong tâm của mỗi con người đó, ai cũng có khả năng đưa nó đến cái đỉnh điểm của tội lỗi cả. Là những cái chi phần này nè, khi nó hoạt động nơi con chó, con mèo, con rắn,
và nó con người nó cũng như nhau, nó có khả năng đạt đến cái đỉnh điểm của nó, và cái sự tàn ác, cái dục vọng của nó có khả năng đến cái đỉnh điểm của nó, và nó xuất hiện ở nơi đâu đều có khả năng đó, để chúng ta cảnh giác mà chúng ta không rơi vào trong cái chỗ đó mà thôi. Bây giờ đã xong câu hỏi mà bây giờ đã 4 giờ rồi, thì cái chương trình của mình là từ 1 giờ rưỡi cho tới 3 giờ, mà bây giờ nó 4 giờ rồi, nó phạm rồi, cho nên là thôi thì bây giờ hôm nay đó là cái lớp này đó là tôi cô sẽ cho phát cái bài mà sư cô biên soạn đó, là những cái điểm chính yếu để tập tu thiền Vipassana căn bản. Thì khi mà tu thiền đó thì sư cô nói này, nó có hai phần. Một cái phần nó thuộc về kỹ thuật. Kỹ thuật có nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó sẽ đi chính xác là như vậy. Và cái kỹ thuật này đó là khi chúng ta tập đi lặp lại, tập đi lặp lại, nó thuần thục. Nó sẽ trở thành một cái kỹ năng. Tức là mình có khả năng làm được điều này. Và nó sẽ trở thành cái kỹ xảo. Tức là cái việc chúng ta hành trì đó càng lúc nó càng khéo léo, để chúng ta có cái oai nghi và có cái tế hạnh, và để chúng ta đó có được một cái khả năng mà chúng ta phát huy được cái tuệ giác của mình, mà nó còn gọi là gọi là cái Phật tính ở trong tâm của mình, nó có cái khả năng đó. Thì khi chúng ta làm á thì chúng ta phải có cái sự học hỏi. Và cái thiền mà Vipassana đây, mà hồi nãy cái người hỏi có nói là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đó, thì nguyên cả một cái tạng vi diệu pháp, nó gồm có 7 cái bộ, và nó thu gọn lại trong cái bản này, thì tất cả đó chỉ để cung phụng cho cái thiền quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp mà thôi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và không có một cái giải mã nào ra khỏi cái vi diệu pháp cả. Và để có thể đi vào cái chữ quán đó đó, thì chúng ta phải tập quan sát, chứ chưa có thể quán được. Chứ chữ quán nó bắt nguồn như thế này. Ngày xưa cái đồng tiền mà nó bằng đồng, nó có cái lỗ để xỏ vào. Cho nên là khi người ta đếm, người ta mới xỏ, người ta cuộn cái cọng dây lại. Bao nhiêu cái đồng tiền, 100 đồng tiền, 1.000 đồng tiền, ta xỏ xong. Nó giống nhau, ta xỏ xong rồi. Chữ quán nó bắt đầu từ cái chỗ đó. Tức là khi mình hiểu rõ tất cả những gì nó diễn ra từ cái tổng quát đi vào chi tiết, thì những gì giống nhau đó, thì chúng ta đã sâu chuỗi nó lại. Những gì khác nhau chúng ta sâu chuỗi nó lại. Và khi nó vận hành, nó vận hành trong cái cách thế như thế nào, để nó thành cả một cái hệ thống vận hành của nó, mang tính chất quy luật. Và chúng ta thấy hết tất cả những cái đó là do cái quan sát, cái hành trì chúng ta để đi đến cái thuần thục, nó trở thành cái kỹ năng, kỹ xảo đó, thì lúc đó mới nói được chữ quán. Cho nên cái câu hỏi này là sách nói chứ không phải người nói. Bởi vì người nói khi hiểu đó không dám nói cái chuyện là mình đã quán như thế nào, không dám nói đâu. Thật sự là khi mình học cái quan sát này, 1 năm, 2 năm thực hành không nghĩa lý gì cả. Trừ khi mình là kiếp cuối đó, thì nó mới đó là coi như là giúp cho mình rất là nhiều thôi. Còn khi chúng ta là trên đường tu tập á, thì phải hiểu rằng là chúng ta cứ phải tập luyện vào. Và sư cô kết thúc cái chuyện tập luyện này bằng một cái ví dụ để cho chúng ta đó là khi chúng ta đi vào con đường tu tập đó, thì chúng ta phải vững chãi từng bước chân, cẩn trọng từng bước chân, sáng suốt từng bước chân. Câu chuyện là như thế này. 3 thanh niên cùng một tuổi nhau mới xin đi học võ. Thì trong 3 người đó có một người đó đọc sách, cho anh em biết phái võ này, phái võ kia, phái võ nọ, rồi cũng học lớn là
là đứng tấn rồi đá rồi là đạp rồi đánh rồi như thế này, biết hết. Nhưng mà biết trong cái ban đầu của mình thôi. Thì khi vô đó là xin học võ thì ông thầy ông mới dòm ông mới nói đó, ba đứa thì ra ngoài sân ở chỗ mấy cái bao cát đó, đánh bao cát đi, sáng đánh mấy tiếng đồng hồ, chiều đánh mấy tiếng đồng hồ, mai cũng vậy, mốt cũng vậy, đúng 7 ngày vô đây. Khi mà vô đó ông nói đưa tay đây, nắm tay. Hai cậu này ở lại đây tôi dạy, còn cái cậu này ra kia đánh tiếp. Hai cậu này mới nói, thầy ơi thầy sao vậy, hai đứa tụi con không, không có biết cái gì hết á, còn bạn này rất là giỏi, bạn này có học qua rồi mà bạn này hiểu biết dữ lắm á, tụi con không bằng đâu thầy, sao mà thầy cho ảnh ra đánh ba cáp tiếp vậy, còn tụi con không biết gì sao thầy dạy. Thì ông mới nói thế này, khi cái bàn tay của hai cậu mà tôi nắm á, tôi thấy đó các cậu đánh bao cát thật, và cái tay nó cứng cáp đến cái độ này thì tôi dạy được. Bởi vì khi mà tôi dạy cậu đó, đánh cái đối tương thượng này đó, cậu chỉ cần một cuốn đấm là cậu giải quyết xong. Còn cái người này đó tôi không biết giỏi bao nhiêu, nhưng khi tôi nắm cái bàn tay này đó, chưa đủ lực để hình thành một cái cú đấm mà có thể sát hại cho đối phương, cho nên phải ra đánh tiếp. Cho nên khi mà chúng ta đi vào cái thiền Vipassana căn bản này đó, là chúng ta đang đánh bao cát đó. Chỉ có đánh bịch vậy thôi đó, không có cái nghĩa lý gì hết á. Nhưng nó làm nên một cái sự cứng cáp, làm nên một cái cơ bản vững vàng, và từ đó chúng ta mới học được. Còn chúng ta loe que cái miệng của mình với cái kiến thức của mình đó, mà cái sự hành trì của mình không vững chắc, đừng nói đến con chuyện con đường đi vào Vipassana. Và xin nói thêm một điều nữa, tất cả cái chuyện mà chúng ta đánh bao cát đây đó, tức cái lặp đi lặp lại, có một động tác lặp đi lặp lại đó, nó chán chết đi. Và chuyện này chỉ có thể làm được khi chúng ta có giới. Còn nếu chúng ta không có giới đó, chúng ta sẽ chán chết. Và câu nói này hãy nhớ, khi nào quý vị hành trì, quý vị mới hiểu là sư cô nói đó, là tại sao đánh bao cát bịch vậy nè, cứ hành trì căn bản này mà hành trì được là có giới. Mà nếu như thấy nó chán chết là người không có giới, hãy tu tập đi rồi sẽ tự trả lời câu hỏi này. Nguyện cầu hồn ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có một cái phước báo để chúng ta giữ gìn cái giới, cái định và cái tuệ trong tâm chúng ta cho đến khi chúng ta thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tu an lạc, phước của tất cả Phật tử và bá tánh đóng góp cho buổi tu an lạc được thành tựu tốt đẹp ngày hôm nay. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại thiền viện Trúc Lâm phương Nam này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này, để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt, để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được thờ trong thiền viện Trúc Lâm phương Nam, cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng điều phước báo này, để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ.
xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và giáo quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và giáo quyến của hội chúng đều thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng chung, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.